phải luôn cảnh giác. Được rồi, lại đây nào. Anh kiểm tra xem có kẹo không. Này, cái gì đây? Có lén mang kẹo không đấy? À, được rồi, em chịu thua. Em có kẹo ạ. Đừng hòng lừa anh. Mau đưa hết đây. Tất cả luôn đấy nhé. Mũi em sao ngứa quá? Hình như em sắp hắt hơi. Yêu ơi, thấy gớm quá. Ôi, máy quét của tôi. Đó là một sai lầm lớn. Úi, trở lại thôi. My phải trốn đi. Ồ, phòng vệ sinh nữ, ok đấy. Chọn. Chưa kết thúc đâu. Mình sẽ cho bọn nhóc biết tay. Mình dân ghen kẹo. Anh ấy đi chưa? Mình sẽ đợi ở đây. Bị kẹt rồi. Vậy thì mình sẽ đợi trong này. Đói bụng rõ mòn. Mình thèm ăn ghê. Món gì đó càng ngọt càng tốt. Bụng mình đang réo ầm. Xinh quá nè. Hả? Tiếng gì vậy? Nó đến từ phía kia. Mình muốn ăn kẹo. Mình nên giúp cậu ấy. Này, cậu có ổn không? Đang lên cơn thèm kẹo à? Nhức đầu đó nha. Nhưng tớ đã có cách. Mình phải thật khẽ khàng. Nó ở đâu nhỉ? À ha, đúng thứ mình đang tìm. Cô giáo đã tịch thu hết kẹo. Wow, nhìn mà xem. Thật tuyệt vời. Quá trời luôn. Nhìn đã chảy nước miếng. Lấy cái này nè. Sẽ chẳng ai biết đâu. Mình giỏi lén lút ghê. Tốt nhất phải quay lại ngay. Không còn xa nữa. Cái gì thế? Nghe không ổn chút nào. Rơi kẹo rồi. Chắc là do túi kẹo bị bục lỗ. Chỉ cần thế thôi. Ít ra cũng còn một ít. Ôi không. Không kẹo nào được qua. Cứ nghĩ vậy đi. Mình có một ý tưởng. Em xin phép. Em có thể vào lớp không? Chờ đó đã, không được phép mang kẹo vào. Em biết mà. Đừng di chuyển, anh cần quét người em. Trong túi có gì? Chỉ là phụ kiện thôi ạ, không có kẹo ở đây. Mở nó ra, anh muốn nhìn bên trong. Có cần thiết không vậy? Đó, đã vui chưa? Nói rồi mà. Em vào được chứ? Gì đây? Em định lừa anh hả? Đó là sao môi, ok. Hành lang đã an toàn. Nhưng mình vẫn phải cảnh giác. Tớ về rồi. Cậu có mang theo kẹo không? Cái này cho cậu. Sao môi á? Đùa tớ à? Tớ phải làm gì với cái này? Không phải sao môi bình thường đâu. Để tớ kể cho mà nghe. Tớ đã đục một lỗ vào viên kẹo. Sau đó tớ đã bóp nhân kẹo ra. Rồi bóp nó vào một ống son môi rỗng. Màu này phải gọi là cực phẩm. Trông y như son thật luôn. Cậu đúng là thiên tài. Tớ chỉ muốn thử ngay. Thơm ngào ngạt luôn. Ngon quá. Đang trong cơn thèm ngọt. Rất vui được giúp cậu. Ăn kẹo thôi nào. Đừng di chuyển nữa. Không thể để anh ấy thấy. Kẹo của mình quá quý giá. Mình yêu mái tóc dài này. Để cả mái tóc đẹp thế này phải giữ nhiều lắm. Mình đã nghĩ ra ý hay. Mình sẽ cần chiếc lần đó. Cậu ấy có thể mua cái khác. Chuẩn là không cần chỉnh. Bắt tay vào việc thôi. Mình sẽ tháo răng lược ra. Sau đó mình sẽ đổ kẹo vào. Giờ thì gắn răng lược trở lại. Kẹo để cất giấu. Lại tốt nhất. Mình phải vào lớp thôi. Việc không bao giờ đứt. Muộn giờ mất rồi. Anh đang kiểm tra kẹo. Em không có kẹo. Chỉ có lược thôi nè. Để anh xem đã. Em thích chạy chút mà. Đừng làm thế. Trả cho em này. Em có thể vào trong chưa? Thôi vào đi. Thế kẹo thì báo với anh. Bọn trẻ nhiều trò để giấu kẹo lắm. Này, cuối cùng cậu cũng đến. Ê, cứ từ từ đã. Anh bảo phải kiểm tra khá nghiêm ngặt. Cho cậu nè. Nói thật cả anh đó cứ xị dị. Anh ấy đã quét tớ. Sao lại đưa cho tớ cái này? Tình nghĩ cái máy quét đó không an toàn. Phải. Anh ta còn chải tóc nữa cơ. Cứ tưởng cậu sẽ không thoát được. Khoan, cậu đang làm gì vậy? Đưa cho tớ. Chiếc lần này có bí mật. Nhìn đây nè. Kẹo kìa. Wow. Tớ thèm ăn kẹo lắm luôn. Dẻo quá.
Tớ biết cậu sẽ bất ngờ mà. Ăn kẹo xíu nào. Ôi không, hết mất rồi. Chán như con rán. Mình cần phải gọi điện. Ôi này, đây là tình huống khẩn cấp. Đến giúp tớ với. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng. Ngon quá. Chẳng có gì tuyệt hơn Snake và robot. Muốn chơi không? Chị đang bận lắm. Mình sẽ phải làm gì bây giờ? Không chơi là tiếc đó. Thử đi, chơi vui lắm đó chị. Đã bảo là không. Phiền phức quá đi mất. Quan chờ chút. Cho chị nè. Ta đồ ăn vặt của em. Đã bảo để chị yên mà. Thôi đi. Còn rất nhiều nữa. Đi chỗ khác đi. Chị là đồ xấu tính. Không có thời gian đôi co nhé. Mà chờ một chút. Sao mày không nghĩ ra cách này nhỉ? Quá hiển nhiên mà. Có lẽ em cũng không phiền lắm. Wow, chị nói thật à? Mình biết chị thích mình mà. Này, em cần vào trong đó. Kẹo đã bị cấm. Trong túi có gì? Mày thử chán nào mấy mà. Đúng là như vậy hả? Cảm ơn anh, bye. Mình giỏi việc này quá. Không gì có thể qua mắt mình. Tôi có cái này cho cậu. Nhìn đi nè. Một cái bánh quy. Đúng lúc tớ đang thèm. Nhìn hấp dẫn ghê. Bà cháy vợ chết. Cảm ơn bồ. Không có chi. Ồ, có tin nhắn nè. Ai nhắn nhỉ? Không đây nào. Có tiệc à? Tối nay. Háo hức quá đi mất. Molly. Hả? Có chuyện gì? Khoan đã, cô giáo. Không được nói chuyện trong lúc thi. Tôi sẽ kể sau. Suýt, trật tự. Nóng lòng quá. Khoan biết rồi nè, mình vẫn có thể kể cho Molly về bữa tiệc bằng bữa trưa của mình. Nhưng chắc là ok đấy. Ê, cậu làm cái gì vậy? Đọc tin nhắn trong các lộ đi. Hả? Đợi đã, có tiệc á? Tối nay, lúc nào? 7 giờ tối nhé. Wow, cũng nhắm trúng phóc luôn. Đập tay nào. Háo hức quá. Bài tập về nhà khó quá. Mình phải tập trung cao độ. Nhưng mình biết mình có thể làm được. Cứ thong thả thôi. Ổn định. Thật cẩn thận nè. Mình chỉ cần vẽ một hình tròn. Bực mình quá đi mất. Mình có một ý tưởng hay hơn. Mình sẽ xem TV. Nãy giờ học cũng mệt rồi. Xem TV vui hơn cắm đầu vào vở. Mình thích show này. Là mẹ. Con gái ơi, khoan, gì thế? Con có bài tập à? Vâng ạ, về chuyện đó. Không được xem TV nữa. Nhưng con đang xem dở mà. Không công bằng chút nào. Mẹ thật là quá đáng. Mình chỉ muốn thư giãn một chút. Chẳng bao giờ được làm những gì mình muốn. Ok, thôi làm nhanh để con nghỉ. Bài tập về nhà ngớ ngẩn. Khó dã man con ngàn. Hôm nay trang sức của mẹ đây mà. Vòng tay đẹp quá nhỉ. Mình đeo chắc sẽ đẹp lắm. Nhưng mình có một ý tưởng hay hơn. Mình có thể dùng nó với bài tập về nhà. Mình sẽ đặt một cây bút chì ở phía dưới và một cây ở phía trên. Sau đó mình sẽ quay vòng tay. Wow, được rồi nè. Con làm bài thế nào rồi? Con vẽ đấy à? Wow. Vâng ạ. Con gái của mẹ, mẹ sẽ thưởng cho con. Xem đi nha. Con cảm ơn. Rất thông minh phải không? Chán như con rắn. Không thể đồng ý hơn. Chúng mình chẳng làm gì cả. Khi nào mới hết tiết học? Vừa mới bắt đầu thôi. Cứ lê thò lê thề. Tớ không thể chịu nổi nữa. Tớ ngủ ở đây. Chờ đã. Này Mindy. Hả? Có chuyện gì? Cậu nhìn nè. Thế tớ làm hay không? Wow, tớ biết ngay cậu là phù thủy mà. Đừng dừng lại. Mình có một khán giả rất chú tâm. Ôi không, tớ đã làm gì? Đùa thôi, vẫn còn nguyên. Hay quá đi mất. Ok, đến là cậu. Tớ chưa chuẩn bị gì hết trơn. Đợi tớ một lát nhé. Mình đã có cách rồi. Hãy xem đây. Mình sẽ đun sáp màu trong nồi và cho một ít sáp vào. Nó sẽ làm cho màu sáng hơn. Rồi chờ cho sáp tan ra và nhấc nồi ra khỏi bếp. Mình đã tạo khuôn cho một chiếc cốc. Bây giờ thì đổ sáp vào, đổ đầy từ mép luôn nha. Và chờ cho nó cứng lại. Sau đó mình sẽ cẩn thận gỡ nó ra. Trông nó y hệt một ngón tay. Ấn tượng phải không nào? Ok, trình diễn thôi. Mình sẽ chườm nó vào găng tay. Ôi Molly. Sẽ hay lắm đây. Cậu định làm gì thế? Xem này.
thật không thể tin nổi. Bình tĩnh đi, không phải ngón tay thật đâu. Wow, cậu lừa tớ à? Cậu đúng là thiên tài. Còn phải nói, lừa được tớ luôn. Mình thích lớp này, ở đây mình có thời gian để sắp xếp lịch làm việc. Vẽ gì đi ta? Nguồn cảm hứng đã trỗi dậy, mình có thể cảm thấy dòng chảy sáng tạo bên trong. Nếu màu này đẹp quá. Gì nữa ta? À đúng rồi nè, mình chẳng nghĩ ra cái gì cả. Đây sẽ là tác phẩm lớn nhất của mình. Sha-la-la-la-la-la. Trời ơi. Sha-da-du. Đầu óc mình trống rỗng, chẳng có gì cả. La 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 la. Sao việc này lại khó như vậy? Cảm ơn nhé, các bạn khán giả thật tuyệt vời. Hả? Cô đang làm gì vậy? Mindy, sao em không vẽ tranh đi? Nhìn Molly kìa. Có gì hay ho đâu. Úi, không ngờ cậu ấy vẽ đẹp như thế. Vẽ gì cũng được còn hơn trang giấy trắng. Hết giờ rồi, cho cô xem tranh nào. Chỉ có hai bộ nhưng em cũng thấy hài lòng. Cậu đã vẽ gì Mindy? Wow, ai mở cửa sổ thế? Tự dưng lại làm mình sao nhãn. Chiếc lá đó đang bay về phía mình. Kiếng nguy, kiếng nguy. Thì vứt vào thùng rác thôi. Đợi đã, cũng xong được đấy, nên mình phải tấn nhanh tay. Mình sẽ đặt một tờ giấy lên trên chiếc lá, sau đó lấy một cây sáp màu rồi trà lên chiếc lá. Nó sẽ để lại dấu ấn trên tờ giấy. Đẹp quá nè, nhưng vẫn chưa xong đâu. Mình sẽ cần cây kéo. Giờ thì cắt hình lá ra. Chỉ cần cắt theo đường viền thôi. Mình không muốn bị cắt hỏng đâu, nên cứ từ từ thôi. Chuẩn, không cần chỉnh. Cô ơi, cô xem nè, thiên nhiên đã truyền cảm hứng cho em. Wow, đẹp quá đi. Ước gì tôi cũng nghĩ ra ý tưởng đó. Wow, em làm tốt lắm, bravo. Muốn xem trò hay với kẹo không nào? Mặt cười Skittles đến đây. Và đó đỉnh quá, để tớ thử xem nhé. Chúng tấn công mặt cậu luôn nhỉ. Bằng cách này nó gần miệng mình hơn. Thôi nào, mình không thể thua thêm ván nữa. Mùi gì vậy? Không được để dính lên đồ. Là một cái hot dog tôm bự ngon tuyệt sao? Hả? Bữa trưa của tớ mà. Vị ngon đấy. Cậu muốn thì lấy luôn đi. Không gì tệ bằng kẻ ăn cắp đồ ăn cả. Nhưng mình còn chưa nấu xong đâu. Cái này sẽ vui lắm đây. Hãy thổi một quả bong bóng dài như này, rồi bỏ vào bánh mì. Không được quên tương cà nhé. Thêm một tạt nữa nha. Ăn được rồi đấy. Matt, cậu còn đói không? Tại tớ làm thêm hot dog cho cậu nè. Cậu là tuyệt nhất Elia. Miếng đầu tiên luôn là ngon nhất. Nhắm trứng rồi. Đây có phải đồ ăn đâu nhỉ? Nó sẽ dạy cho cậu một bài học Matt à. Một bữa sáng không thể hoàn hảo nếu thiếu các món ăn mới nấu. Và chế biến chúng là một nửa niềm vui. Chà, sáng nay có người dư năng lượng kìa. Cậu ấy đang tìm gì vậy? Chắc cậu ấy không cần thêm cà phê đâu nhở. Bột kìa. Phải xem cậu đang nhảy ở đâu chứ, Ellie. Xem ra cậu ấy không biết gì cả. Này, chào cậu. Thật không thể tin được. Nhìn mớ lộn xộn này nè. Mình không muốn lãng phí nó. Trời, mình thích buổi sáng ghê. Cậu ấy không làm đổ gì nữa chứ. Xem nào. Phải dạy cho cậu ta biết đừng có lộn xộn với bếp của mình. Hãy tận dụng tối đa món này. Áo hui đi kiểu bột mì tới đây. Đừng quay lại nhé. Việc hay nhất mình từng làm. Giờ thì chờ xem thôi. Yo, cho tớ nghe với nào. Cảm ơn cậu. Con bít này đỉnh quá. Yo, xem hưu đi của tớ này. Mưa bột mì. Ôi trời, vẫn còn sao? Trò đùa hay nhất trước giờ. Cậu đã làm gì với tớ vậy? Không phiền nếu tớ mượn một ít chứ. Dĩ nhiên là cho món bánh crepe rồi.
sao những ngày kiểm tra luôn căng thẳng vậy? Và còn gây đói nữa. Đến lúc xử ít đồ ăn vặt rồi. Hey Jake. Chắc chắn rồi, cho tớ một ít nào. Này các em, giờ thì làm bài tiếp đi. Thật là chán mà. Trừ khi... Này, xem nè. Cả mớ kẹo luôn nhé. Tuyệt. Ôi không, cô đi đâu rồi? Thật sự không hay rồi. Không hay chút nào. Sau lưng cậu. Sau lưng tớ hả? Nhẹ tay thôi. Mình biết là mình nên cẩn thận hơn mà. Được rồi, giờ thì làm bài tiếp đi. Tớ ghét cái lớp này. Ít nhất thì mình đã giấu được ít đồ ăn vặt. Thấy sợi ri băng không? Xịt vài giọt keo lên. Sau đó gấp một sợi ri băng nhỏ hơn, rồi dán lên trên. Xịt một ít keo ở dưới viên sô-cô-la, rồi dán lên dây ri băng. Giờ thì bạn có dây chuyền đồ ăn vặt rồi đấy. Nhìn món ngon nhiều hạt này nè. Ăn thôi chứ nhỉ. Cái quái. Hey Jake. Đừng có nhìn nữa, làm bài đi nào. Mày sắp chết rồi đó, đồ zombie. Trò chơi này vui ghê. Này, cho tớ chơi một màn đi. Không được, tớ đang chơi mà. Mình cũng muốn chơi thử. Tớ không công bằng mà. Nhưng mình biết phải trả đũa sao rồi. Thấy thanh kẹo này không? Nhìn giống thật nhỉ. Hey Ellie. Gì cơ? Kẹo không? Đợi chút nào. Giờ thì thấy nó đúng không? Giờ thì không nhé. Muốn thử không? Chuyện này phải như vậy sao? Lúc cậu làm có bừa bãi thế này không? Khó chịu lắm đúng không? Cậu cố tình làm thế với tớ sao? Có máy chơi game rồi, đến lượt mình. Này, khoai tây chiên sao? Không được đem đồ ăn vào dạp. Nhìn lại ngu ngốc. Hào hứng ghê. Sao cơ? Tôi phải kiểm tra cái ba lô đó. Được thôi. Chuyện gì xảy ra trên đó vậy? Tự nghĩ là bảo vệ đang đánh ai đó. Trông thật đáng sợ. Chúng ta không thể để bảo vệ thấy đồ ăn. Tớ biết một chỗ cất giấu hoàn hảo. Đúng như tôi nghi ngờ nhé. Ôi trời. Giờ cậu vào được rồi. Giấu kẹo marshmallow bằng cách này. Dán chúng lên ngay áo trong của bạn. Làm hoa văn nếu bạn muốn. Dùng nhiều kiểu và hình dạng khác nhau. Còn vài miếng nữa thôi. Xong rồi. Cầm lấy. Hai cô gái kia là ai vậy? Và họ mua cái áo đó đâu nhỉ? Cho chúng tôi hai vé ạ. Tất nhiên rồi. Nhìn họ kìa. Chúng ta làm được rồi. Và chúng ta được thưởng ít đồ ăn vặt. Thật không công bằng mà. Các cô đang nói gì vậy? Không phát hiện nhịp tim. Chú ơi, cháu đến để làm phẫu thuật ạ. Chỗ này cứ dần dộn thế nào ấy nhở? Mình phải dũng cảm lên mới được. Được rồi, bắt đầu nhé. Gần xong rồi. Phew, đỉnh của chóp là đây. Xong rồi đấy, cháu xem đi. Wow, đẹp quá đi thôi, cảm ơn chú ạ. Trông mình xinh như hoa hậu luôn. Ok là, quẩy thật sung lên nhé. Chúng mình đã tập luyện rất vất vả nên thế nào cũng được giải cho xem. Trông có vẻ đau đấy nhỉ.
Sao cậu lại làm tớ ngã thế hả? Quần jeans của tớ rách rồi đây này. Xin lỗi, hai em bị loại. Cặp tiếp theo nào. Cảm ơn vì đã thưởng thức màn trình diễn này ạ. Ha, đi thi mà ăn mặc rách dưới như ăn xin thế kìa. Đồ cùi bắp. Nào, tụi mình vào đi. Trời ơi, sao mình lại đen vậy cô chứ? Tập khổ quá trời luôn. Tớ nghĩ ra cách sửa quần cho cậu rồi đấy. Nhìn nè, bút in 3D sẽ hiệu quả bất ngờ luôn cho xem. Nhìn này, đưa cái quần thủng đây cho tớ. Tớ sẽ dùng bút 3D vẽ vào chỗ này, kẻ các đường hướng về tâm của lỗ rách. Chuẩn, không cần chỉnh. Thêm vài hình tròn nữa này. Phải thật là tròn trịa nhé. Mấy vòng tiếp theo thì sẽ hơi cong một tí. Mạng nhện đấy, ngầu như trái bầu luôn. Xong rồi, quá là ổn áp. Đẹp không? Vẫn là lỗ nhưng đỡ phèn rồi đấy. Wow, cậu thông minh dễ sợ. Nhanh lên, chúng mình vẫn còn cơ hội cứu vãn á. Là hai bé lúc nãy bị rách quần đó sao? Hình như quần không còn rách nữa rồi. Xin mời các em trình diễn. Lần này mình phải thật xuất sắc đi nhé. Yeah, tớ không bị ngã nữa rồi. Hay lắm, tỉnh của chóp luôn. 3 điểm 10 từ các nhà giám khảo luôn. Biết ngay là sẽ thắng mà. Cảm ơn mọi người. Dọn dẹp nhà cửa thôi. Cái gì đây ta? Ai uống nước mà không lau bàn đi vậy nè? Chùi một phát là xong, sạch sẽ rồi đấy. Lại nữa sao? Cứ tưởng mình mới lau rồi mà nhở. Không sao, lau lại là sạch bong ấy mà. Sang phòng khác nào. Trên gương luôn hả? Sao lại có thể như thế được? Lau luôn vết trên mặt ông xã này. Cứ ngủ ngon nha anh yêu. Phù, cuối cùng cũng dọn dẹp tình tươm rồi. Cái gì thế? Ở đâu ra mà lắm vậy trời? Thế này thì ai mà chịu cho nổi? Hả? Cái gì đây? Hả? Là bút 3D à? Để mình thử làm cái gì hay ho xem nào. Mình sẽ tô viền quanh miệng để đo cốc. Thế này nè. Giờ trang trí một chút xíu nè. Bắt đầu với mắt và miệng nhé. Nhìn khuôn mặt nhỏ xinh kìa, dễ thương xỉu luôn. Được rồi, giờ thì bắt đầu dùng bút in 3D. Mình sẽ dùng nhựa vàng để tô bên trong đường tròn. Xong nè, giờ tới màu trắng. Tô cả mắt nữa nè. Màu đen cho con ngươi và miệng. Còn chiếc lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu này nữa. Ồ, mình khéo tay thật đấy. Khuôn mặt nhỏ này dễ thương quá đi. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đấy ạ? Không, đừng có mà đặt cốc xuống. Xuất chiếu đi mặt cười, hãy cứu lấy cái bàn. Phù, kể từ giờ dùng miếng lót cốc cho mẹ. Mẹ phải lau bàn suốt ngày đấy, tôi mệt mỏi cô lắm rồi. Rồi dọn phòng luôn đi, còn gái còn đứa. Phải công nhận là miếng lót này dễ thương. Ồ, cô và Tiết rồi kìa. Ghế mình đâu rồi nhở? Của cô đây ạ. Chả, cảm ơn em nhé. Chấm điểm bài hôm trước nào. Bút đâu rồi ta? Đây cô ơi, cô dùng bút này chấm bài đi ạ. Cảm ơn em. Khăn gì mà khô không khóc thế này. Dạ, em mang nước để cô lau bảng dễ hơn đấy cô. Và đừng quên tối nay làm bài tập về nhà nhé cả lớp. Điện thoại của cô kìa. Không. Em chụp được nè cô. Ôi, cảm ơn em nhiều. Cho cô xin lại nhá. Nhưng thưa cô, điện thoại của cô trơn quá. Biết đâu lại rơi đấy ạ. Đây rồi, để em sửa cho. Em chỉ cô nhé. Em sẽ dùng bút in 3D để vẽ đường viền quanh ốp. Rồi, tô hết ở bên trong. Thẳng từ trên xuống dưới luôn. Đừng quên các cạnh nhé cô. Cạnh nào cũng trơn tuồn tuột luôn nè. Đã xong, phủ kín rồi ạ.
Cô xem này, chiếc ốp mới toanh, chống trơn trượt đây ạ. Ôi trời đất ơi, cảm ơn em nhiều lắm. Thử, cô xin lỗi, cô có điện thoại. Wow, cái màn hình này to thật đấy. Nhưng thế nào cũng đã còn mát lắm luôn. Ok, trong này còn có mấy cái dây. Sao lắm vậy trời? Chắc cái này cắm vào phía sau nhỉ? Cái này ở đây. Rồi đến mấy cái dây này. Mệt bở hơi tai luôn. Dây dợ gì mà lắm thế không biết. Tớ vừa tự làm cái nhẫn cưng xỉu này nè. Ui giời, rối tinh rối mù luôn. Cậu có nhiều dây dợ nhở? Ê, sao tụi mình không thử dùng bút 3D này đi? Nhìn nhé, tớ sẽ để dây ở chỗ này, rồi dùng bút vẽ. Thấy không, dây được cố định rồi. Ta-da, vừa gọn gàng vừa đầy màu sắc luôn. Thế giờ tớ cắm dây nốt được rồi đúng không gái? Ôi hay quá, cảm ơn cậu nhiều lắm. Trông cũng dễ thương, dễ sợ luôn ý. Không biết mẹ ngủ say chưa ta? Mẹ cử động kìa, lấy rồi chuồn cho lẹ trước khi bị phát hiện nào. Phù, suýt thì tòi đời. Ê, nhìn này, chị lấy được túi mỹ phẩm của mẹ rồi. Thôi, mẹ không cho đâu, mẹ sẽ bực đây. Em đúng là đồ thỏ đế. Sắp có người bị ăn đòn kìa bà con ơi. Tuyệt, màu son xinh dễ sợ luôn. Ôi mẹ ơi, còn có cả kéo nữa kìa. Tỉa một chút thế nào cũng xinh như minh tinh cho xem. Tóc mái đang là mốt đó nha. Chỉ cần cắt thẳng một đường là xong. Ôi không, mình làm gì thế này? Cái gì nữa vậy? Ôi giời, thôi rồi lượm ơi. Uầy, bút in 3D kìa. Để xem xử lý cái này cho chị. Chỉ cần vẽ hình như thế này là ra nè. Rồi tô hết bên trong. Thế là ổn áp. Xong rồi. Ok, giờ thì lật ngược lại nào. Mình sẽ nhỏ một chấm ở đây và gắn hai đầu lại bên ngoài với nhau. Xong rồi này, tới bước tiếp theo. Thêm chấm xanh cho dễ thương này. Nhưng đừng nhiều quá nha. Ok, em làm xong rồi. Cái này cho chị đấy. Đây. Để em chỉ cho. Thấy không nè, Mai đã được cặp hết lên rồi. Wow, cảm ơn em gái nhiều. Ahem, ai lấy túi mỹ phẩm của mẹ đấy? Là em đấy mẹ, không phải con đâu. Được rồi, tô mấy màu này cho xong nào. Mình cực kỳ thích những chiếc bút dạ kỳ diệu này. Nó giúp chữ cái hiện lên. Yeah, đúng như những gì mình tưởng tượng trong đầu. Wow, mọi người nghĩ sao? Đẹp đúng không? Cậu đã làm rất tốt đấy, Kylan, viết đẹp lắm. Yeah, tôi cũng rất thích hình trái tim đó. Phép thuật của cậu đỉnh quá. Được rồi, giờ đến xem có thể làm gì tiếp theo nào. Hey, bên này. Đến xem đi. Các bạn thấy giống tớ không? Có vẻ như Mandy bị chép phạt lần nữa kìa. Chắc là cô ấy đói lắm. Để xem có ai xung quanh không nhỉ? Mình ghét chép phạt. Thật bất công. Hình như có rất nhiều biển báo không được đem đồ ăn thức uống vào. Úi trời, giáo viên ở trên đó. Thầy đang giám sát căn phòng. Nhìn thầy rất nghiêm khắc nữa. Hey, tuyệt đối không được đem đồ ăn thức uống vào phòng đấy. Sao cũng được. Dạ vâng ạ. Mình sẽ chết đói ở đây mất. Trừ khi mình ăn mà không bị bắt, sẽ rất dễ dàng để giấu một cây kẹo mút nhỏ. Đến lúc chấm bài rồi. Sai nè, sai rồi, sai nữa. Mùi thơm quá, không đợi được, phải mở nó ra thôi. Ôi trời, yeah, ngon quá. Đợi đã, tiếng động gì vậy?
Mandy, thì đã nói không được đem đồ ăn thức uống vào phòng cơ mà. Thì nói không được ăn, không được ăn, không được ăn, không được ăn. Mandy, em đang cầm gì vậy? Vứt nó đi ngay. À, vâng ạ, rồi ạ, em vứt đi rồi. Tốt, thì lại bận chấm bài rồi. Camera kìa. Shh, đây sẽ là bí mật của tớ và cậu nhé. Nãy mình đã giấu một ít kẹo cao su ở sau này. Vị vẫn còn đậm lắm. Sao những học sinh này không hiểu là không được ăn uống nhỉ? Gì vậy? Cứ tưởng thầy lại nói mình chứ. Băng bóng. Thật không thể tin được. Đây là lần thử băng bóng to nhất gần đây của mình. Mandy, thầy đã nói gì về chuyện ăn uống trong lớp này hả? Không được phép, đưa đây cho thầy ngay. Mình sẽ chết đói trong phòng chép phạt này thật mất. Ôi trời, cô ấy tuyệt vọng rồi. Chờ đã, hiệu trưởng kìa. Hay là mình làm cô nổi điên đến mức cho mình làm phòng chép phạt nhỉ? Ok, tớ cần giúp đỡ. Nhìn xuống đây nè, thấy gì tớ không? Chúng ta sẽ nhét đầy kẹo vào. Đúng rồi, gắn một que kẹo mút vào một lỗ. Cô hiệu trưởng ơi, nhìn em nè. Cô không thèm liếc mắt luôn. Nếu vẫy mấy cái lon này thì sao nhỉ? Có thể gây rắc rối với nó đấy. Cô không tin trò nào cả. Chắc là mình phải làm gì đó cực kỳ hư mới được. Biết phải làm gì rồi. Hey yo, cô hiệu trưởng, cô không cần cái này đâu nhỉ? Tóc của mình, sao em dám chép phạt ngay lập tức? Tới đây, này Mandy, tớ vào được phòng chép phạt với cậu rồi. Mọi chuyện ở đây thế nào? Kinh khủng lắm, tớ sắp chết đói rồi nè. Chà, đừng lo lắng về chuyện đó nữa, vì tớ có giải pháp cho cậu ra đây. Xem tớ giấu gì trong giày nè. Không thể nào, cậu đem kẹo cho tớ sao? Cậu đúng là tuyệt nhất. Chưa hết đâu, tớ còn mang kẹo mút khổng lồ nữa. Nhưng giáo viên kìa. La la la, mình thích chim chắc. Chim là tuyệt nhất. La la la, yes, được vẽ chú vẹt cockatiel của mình sắp được rồi nè. Được rồi, để xem mình có bút dạ màu khác quanh đây không. Chết thật, có vẻ như không có rồi. Squawk. Tớ không nói tiếng chim. Đừng đánh tớ. Đây, tớ làm cái này cho cậu nè. Mình lấy một chai không nhỏ, sau đó cho một ít bông ở dưới cùng. Bước tiếp theo là thêm một ít mực, sau đó lặp lại bước ở trên với nhiều bông và nhiều màu mực khác nhau. Tím là màu tớ để trên cùng, sau đó đã sẵn sàng để đóng nắp lại và lấy bút highlight. Tớ đã gỡ mức của bút highlight ra và gắn nó vào chai. Ta-da! Một cái bút dạ mới nhiều màu, tớ làm riêng cho cậu đấy. Wow, không thể nào, giờ tớ có thể hoàn thành việc tô màu cho con chim rồi. Thấy không, cậu nghĩ sao, bức tranh con chim của tớ đã xong. Quack, đẹp lắm, làm rất tốt. Lại thêm một ngày đến trường học nữa. Cô ấy xinh quá. Đợi chút, chuyện quái gì đang xảy ra ở kia vậy? Sao cô ấy lại tán tỉnh cô ta? Không thể nào, đây chắc chắn là kết cục hay nhất của trò chơi. Mandy, gì đây? Sao cậu có thể tán tỉnh cô ấy? Được rồi, tớ cũng đã có một người để tán tỉnh đây nè. Cậu nghĩ sao về chuyện đó hả? Nếu chuyện phải xảy ra như vậy thì được thôi, tớ với cậu chia tay. Đợi đã, như vậy nghĩa là giờ cậu độc thân sao? Cô ấy thơm quá, còn da thì mềm mại nữa. Gì vậy? Ew, đừng có đụng vào tớ. Đi đi, tránh xa tớ ra. Xin lỗi Mandy, nhưng mình có một ý tưởng. Mình thực sự sẽ là bạn trai của cô ấy. Không tin được là mình sẽ hẹn hò với Mandy. Đây là điều tuyệt nhất. Chắc chắn mình sẽ là người bạn trai tốt nhất. Mình vẫn còn sốc với cô ấy nắm tay mình như vậy. Ok, mình biết cô ấy thích sô-cô-la sữa mà. Mình đã mua, phải sửa lại tóc mới được. Nào, giờ chỉ cần lấy con gấu bông là mình có thể đi được rồi. Mấy bông hoa này thơm quá. Đã đến lúc thả thính Mandy rồi. Thiêu, cậu đâu rồi? Mình chỉ có một mình. Cậu thực sự đã đào được một con khủng long ở sân sau sao? Rất ấn tượng đấy. Ôi trời, tôi không dám xem, đáng sợ quá. Cậu không sợ sao? Tôi không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Hay quá so với tớ rồi, ý là nhìn kìa. Tôi muốn làm bạn trai của cậu, kinh quá. Cậu ấy ở chỗ quái nào ra vậy? Mình phải trốn thôi. Chắc là nếu leo lên đây được, cậu ấy sẽ không tìm thấy mình. Chào Jack, cậu muốn chụp một tấm selfie với tớ không? Ok luôn. Này, đợi chút đã. Không đợi nào, tớ biến đây. Dặm lại chân mày một tí nè. Trời đất ơi. Chào cậu. Chào.
Cậu ấy chẳng thèm để ý tới mình xíu nào cả. Mình biết phải làm gì rồi. Một đôi môi đỏ thắm, căng mọng thể nào cũng đập vào mắt cho xem. Được rồi, thử lại lần nữa nào. Hi Jake. Chào. Cậu có biết bên lớp hóa? Gì? Cậu ấy lại dán mặt vào điện thoại rồi. Mình phải làm gì để cậu ấy nói chuyện với mình đây? Chờ đã, cái gì thế nhỉ? Cái gì cơ? Cậu ấy đang quen Betty đấy à? Không thể nào tin nổi. Cái son này là mình nảy ra một ý đó. Thể nào cũng thành công cho xem. Vẽ một đôi môi lên bàn tay cái nè. Giờ tô son vào bên trong. Trông xinh xỉu luôn đó. Xong rồi. Mình vẽ đỉnh thật. Chuẩn bị hun hít thôi. Tớ sẵn sàng tấn công rồi. Dính nè. Gì vậy nhỉ? Hết cả hồn luôn. Lạ lùng thật đấy. Nhưng mà chắc chả có gì đâu. Ôi, Betty tới kìa. Chào Jack yêu dấu. Trẻ trâu dễ sợ. Nhưng đến lúc xem kế hoạch của mình có hiệu quả không rồi. Tớ giữ chỗ cho cậu này Betty. Chờ hôn cái nha. Yay, tớ thích hôn cậu làm ính. Chờ cái đã. Cổ cậu dính cái gì đấy? Cậu hôn nhỏ nào khác đấy hả? Gì? Ý cậu là sao? Tớ đã tin lầm người mất rồi. Ôi không, tớ hôn Jack ấy hả? Xin lỗi nhé. Hả? Không thể tin được chuyện này. Các người sẽ phải trả giá. Mấy cái bánh nướng này trông ngon quá chết nhỉ. Có khi cậu muốn nhìn kỹ hơn chứ đấy. Nhưng tớ không hiểu gì cả. Betty. Tội nghiệp cậu quá, Jack ơi. Đưa đây, tớ làm mặt cho cậu nha. Có ai xung quanh không ạ? Đến lúc ngắm nhìn nam thần của mình rồi. Ôi, Jack ơi, cậu đúng là nam thần trong lòng tớ. Tớ có thể ngắm cậu cả ngày luôn ý. Ôi, tớ nghe thấy gì đó thì phải, hình như là Jack đấy. Cậu ấy đây rồi. Ok là, tận dụng cơ hội thôi. Này Jen, cậu có biết tớ xem được cái gì trên TikTok không? Jen ơi, cậu đang nhìn cái gì thế? Cậu vẫn đang cảm nắng Jake đấy à? Tớ nghĩ là cậu chỉ cần đi qua chỗ cậu ấy thôi à? Hú số tình bạn nè. Cậu có thể làm được mà Jen. Chào Jen, cậu khỏe không? Cậu ấy căng thẳng quá rồi kìa. Nhỏ bạn của mình sẽ chẳng làm được cái gì đâu. Phải giúp hai người này thôi. Vòng tay ơi, chị cần em giúp đấy. Úi giời, tớ làm rơi vòng rồi. Tớ xin lỗi nha. Không sao đâu, tai nạn đấy mà. Cậu muốn đi tới lớp với tớ không? Có chứ. Rồng rồi nha, tớ đúng là bạn tốt. Nhớ phải canh đúng góc đấy nhé. Chụp hình selfie nè. Ok, chắc chụp được vài tấm đẹp rồi đó. Em ơi, sao mà xấu thế này? Chuyện gì thế nhỉ? Sao tấm nào tụi mình cũng thế ghê vậy Jake? Không sao đâu, chụp mấy tấm nữa đi. Để xem có tấm nào ổn hơn không? Sao mà tớ một đống cằm nọng thế này? Đếm không hết luôn này. Cái tên Jake kia chụp một tấm hình đẹp khó thế hay sao? Có chuyện gì mà bên kia ồn ào thế nhỉ? Chuyện yêu đương gặp drama rồi. Chào Jake và Jen. Để tớ chụp cho hai cậu nha. Trời đất ơi, cảm ơn cậu nhiều lắm Chloe. Cậu đúng là đỉnh. Được rồi, đứng lại gần một tí nào. Cười đi. Chuẩn rồi, xinh đấy. Hai cậu đẹp đôi cực. Ok, để xem lại nào. Đây này. Úi, hình như vai của cậu bị sao ấy. Úi giời ơi, để tớ phủi cái. Này Jack ơi, điện thoại của tớ nè. Cảm ơn nhé. Ủa khoan, cái gì thế này? Gọi cho tớ nha.
Uầy, hay thế. Mình lấy được số của nàng này mà chẳng cần xin luôn. Ê, tên kia, cậu đang nói chuyện với ai thế? Chuyện gì thế nhỉ? Còn chụp ảnh thì sao? Cậu ta đá mình á? Bài này đỉnh thật sự. Chào Jake. Jake ơi. Cậu ấy đang nghe nhạc đó. Hay mình cũng nghe nhạc giống cậu ấy nhỉ? Gì vậy trời? Tai nghe rối hết cả rồi. Làm sao mà gỡ đây ta? Hay là dùng cái kéo này nhỉ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ vô tình cắt tai nghe của Jake nhỉ? Chuẩn, chắc chắn là như thế luôn. Tớ làm được rồi nè, cậu ấy còn chẳng biết gì luôn. Ủa, nhạc nhẽo biến đâu rồi nhỉ? Không thể nào, sao lại thế được? Tên nào cắt tai nghe của tớ vậy hả? Chắc không phải cậu ấy rồi. Trời ơi, giờ sao ta? Giờ là cơ hội cứu nguy cậu ấy của mình. Thôi xong, tai nghe của cậu hỏng rồi kìa. Hay là dùng chung với tớ đi này. Được hả? Vậy lại hay quá. Đợi tớ gỡ rối cọng dây này một tí đã nhé. Thôi nào, cái tai nghe cùi bắp này thẳng ra coi. Chắc phải lâu lắm đây. Jenny, để tớ giúp cho. Đây này. Đừng này, nghe thấy nhạc rồi. Đây, cậu nghe bên này đi. Kế hoạch của mình diễn ra hoàn hảo luôn. Ngày hôm nay tuyệt quá đi. Cậu ấy lại nghe nhạc kìa. Còn tớ thì có một cây kéo khác. Đến lúc làm lại kế hoạch không nọ rồi. Thôi xong. Cậu ấy dùng tai nghe không dây kìa. Chẳng cắt được cái gì cả. Thế là hết mơ mộng nhé. Măm măm thôi. Thật nhiều lựa chọn. 50 sen. Còn chỗ này thì sao? Chả biết nữa. Hấp dẫn quá đi mất. Quá trời kem. Chính là nó. Wow. Mình sẽ mua miếng bánh này. Hả? Tại sao? Mơ đi cưng Matthew. Nghe rồi đấy. Tránh ra. Đâu gầy nhom. Đừng. Tớ tức rồi nha. Đúng rồi. Chờ đợi mãi. Matt. Chào. Cậu sẽ phải trả giá cho việc này. Tớ chưa xong đâu. Cứ ngồi thoải mái trong đó nhé. Vì túi sẽ hơi chật đó nha. Khi nhắc đến món tráng miệng, không thể từ bỏ một thủ đoạn nào. Tạm biệt. Ngứa chân quá. Không thể thiên nổi lại là thứ hai. Ở trong này lạnh quá. Lạnh phết. Mong là hôm nay không có bài kiểm tra. Tớ cũng thế. Đã hỏng hành gì đâu. Được rồi cả lớp, làm bài kiểm tra. Tất nhiên rồi. Cậu có chưa? Này á hả? Muốn biết tớ đã làm như nào không? Đầu tiên, cậu gắn vào móng tay. Và khi đã dính chặt, dán phao sao cho vừa khít nhé. Dễ như trở bàn tay. Tớ đã có mọi đáp án. Ngon. Của cậu đâu? Cậu đang nhìn nó đấy. Hả? Chai nước ngọt nè. Ta-da. Ở đây nè. Thông minh ha. Làm cái này cũng dễ lắm. Chỉ cần lật nó lên và viết hết đáp án vào đây. Sau đó lật ngược lại. Thông minh xuất sắc. Tớ biết. Sẵn sàng chưa? Tớ luôn luôn sẵn sàng. Wow. Đã đến lúc lật. Đây rồi nè.
chính là lúc này. Xin chào các bạn. Mà chờ một chút. Và hết giờ. Làm tốt lắm cả lớp. Tớ được điểm gì? Cảm tớ. Tuyệt vời. Thành công rồi. Đây là thử thách tiếp theo của các em. Em có thể xử lý được. Hoặc là không. Bực mình quá đi. Hình tròn thật ngu ngốc. Lại nữa. Mình khéo tay dã man. Wow, đói bụng dã man. Cậu đấy à? Nay tớ không ăn sáng. May mà tớ mang kẹo. Xin chào bạn yêu. Ơ này, Emily. Quy định thế nào? Em hơi đãng trí. Lại tập vẽ hình tròn. Bụng sôi cồn cào rồi. Mình không thể tập trung. Mà chờ một chút. Thầy giáo đang không nhìn phải không? Mình có một kế hoạch. Và nó liên quan đến hình tròn. Những vòng tròn sô-cô-la nhỏ. Đã đến giờ diễn. Bắt đầu thôi. Ngon đấy. Emily. Ô, lại bị nhắc nữa. Hiệu quả thật đấy. Tuyệt vời ông mặt trời. Ồ, tôi cũng muốn. Tôi cũng đang đói meo đây nè. Quên hộp màu của mình. Chuẩn không cần chỉnh. Ăn ngũ cốc thôi. Rõ chưa nào? Oh yeah. Đừng chú ý đến tôi. Bà cháy bạo chết. Thành công rồi. Tuyệt vời. Này, thông minh đấy. Ăn không? Tôi khỏi. Ồ, khoan đã. Hả? Hãy xem mẹo này. Chỉ cần đổ ngũ cốc vào đây và lấy một loại keo. Keo ở đây chính là sữa. Cả hai đều màu trắng mà. Không gì có thể ngăn cản tớ và ngũ cốc. Ngay cả quy định của trường. Hãy để bữa tiệc được bắt đầu. Mong là thầy giáo không để ý. Wow, thông minh. Đi học cũng không chán lắm. Mấy trò đang làm gì vậy? Tụi em đang vẽ ạ? Được rồi. Ê, cho tôi xin một ít. Ngon nhỉ? Được rồi cả lớp, kiểm tra nhé. Học bài chưa nào? Ok, bắt đầu thôi. À, câu đó dễ mà. Đúng là đồ mặt sách. Mình chẳng cần phải học. Mình đã có hết đáp án ở đây rồi. Chắc chắn mình sẽ đạt điểm A. Thông minh quá đi. Hả? Hóa ra là như thế. Ê, mình làm gì kia? Thật không thể tin nổi. Thưa thầy, ở đằng này. Sao thế Matthew? Emily đang chép vào. Có thật không? Dạ. Làm gì có chuyện đó ạ? Thầy nhìn đi. Cậu ấy nói gì? Ủa? Em thấy điện thoại mà. Thầy không nhìn thấy gì cả. Đồ mách lẻo. Để im cho tớ làm bài. Lúc nào mình cũng đi trước một bước. Chúc may mắn lần sau Matthew. Mình quá thông minh. Nhưng đừng ngồi nào nữa. Đây là bí mật của chúng ta nhé. Phew, nó vẫn còn đó. Mình đã rất lo lắng. Mong là Matthew sẽ thích nó. Cưng lắm cơ. Người đâu mà đẹp trai quá. Cứ như trong phim ngôn tình. Ồ, mình nên gói nó lại. Tặng quà phải cẩn thận chứ. Dùng giấy gói quà nào nhỉ? Loại này dễ thương nè. Giống như Matthew. Mình sẽ phải cắt giấy. Khoan, nhưng không có kéo.
chắc chắn mình có ở trong cặp. Đâu rồi nhỉ? Ôi không! Biết rồi! Thôi nào! Có ở cây này không? Không! Mình sẽ phải làm gì bây giờ? Thôi thì đành xé vậy. Cứ thong thả thôi. Ok, mình làm được mà. Đúng rồi. Xé thật cẩn thận. Không giống như mình tưởng tượng. Đây là một thảm họa. Hả? Gì thế? Hay là dùng tất cả nhỉ? Chắc sẽ ok đấy. Cắt, cắt. Mình sẽ cầm thước như thế này và thực hiện động tác cắt. Ổn lắm đấy. Được rồi nè. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Gần đến cuối rồi nè. Giờ thì gói quà thôi. Mình sẽ gấp một đường thẳng và gập các góc lại. Rồi bông nè. Vậy là xong. Bây giờ mình chỉ cần tìm Matthew. Cậu ấy kìa. Khoan đã, 2 cộng 2 bằng 4. Mỗi ngày bạn đều học được nhiều điều mới. Matthew. Chúc mừng sinh nhật. Wow, cảm ơn Emily. Háo hức quá đi mất. Không đời nào. Tớ luôn muốn có bộ này. Sao cậu biết được? Cậu thích là tốt rồi. Giữ chắc nhé Emily. Sẵn sàng chưa? Cậu biết mà. Đây là vị trí lý tưởng cho nó. Đẹp quá đi. Quả là một ý hay. Gì nữa? Tớ đã chuẩn bị trước rồi. Chúng mình có thể làm thiệp. Ồ hay đấy. Hãy xem nè, đơn giản và vào thẳng vấn đề. Đến lượt cậu đấy. Tớ có một kế hoạch lớn. Nó cần một trái tim yêu. Màu đỏ là hợp lý nhất. Tớ đã có hồ dán. Tớ sẽ phun một chút lên thiệp. Sau đó tớ sẽ dán trái tim lên đó. Miết xíu cho dính chắc nè. Tụi mình có cả một dây chuyền sản xuất. Đợi tớ một xíu nha. Ok không nè? Xinh ha. Vẫn còn nhiều thiệp nữa à? Chắc chắn rồi. Bắt tay vào việc thôi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Dán và dính. Việc này cũng vui đấy chứ. Gì thế? Còn rất nhiều nữa. Cậu đùa à? Vậy chia đôi nhé. Hai đứa làm cho nhanh. Đây cầm đi. Cảm ơn. Chúng mình phải nhanh tay. Sự lãng mạn không chờ đợi bất kỳ ai. Và việc thôi. Một xíu hồ dán và một trái tim. Càng lúc càng chán rồi nha. Quá trời quá đất. Mệt dã man. Tiếp tục làm đi Emily. Cậu đã xong chưa vậy? Còn lâu. Tớ cũng thế. Tớ bắt đầu thấy ý tưởng này dở ẹc. Chúng mình vẫn phải làm xong. Có cần thiết không? Khoan, tớ nghĩ ra cách rồi. Chúng mình sẽ cần hộp đựng thức ăn. Tớ sẽ đặt bọt biển vào trong. Phun hồ dán lên miếng bọt biển. Tớ sẽ phun từ đầu này đến đầu kia. Sau đó tớ sẽ đóng nắp lại. Bây giờ tớ sẽ lắc chiếc hộp. Vậy là được rồi. Hả? Cậu đang làm gì thế? Tớ sẽ ấn một trái tim lên bọt biển. Và sau đó dán lên thiệp. Cậu nhìn nè. Cậu đúng là thiên tài. Tớ cũng muốn thử làm. Wow, thế này nhanh hơn nhiều. Sắp xong rồi đấy. Cậu là cứu tinh Emily. Sắp hoàn thành rồi. Đây là cái cuối cùng. Thành công rồi. Và tất cả đều rất đẹp. Đập tay nào. Tớ rất thích kết thúc có hậu. Thả ra Emily. Không, có tớ mà. Tớ thấy nó trước. Thôi đi, chỉ có một cách để giải quyết chuyện này. Phải sao? Bắt đầu đi. Mình là vòng tròn. Nó luôn giúp mình thắng. Cậu bắt đầu từ ổ ở giữa sao? Cậu sẽ thua cho xem. Cậu rơi vào bẫy của tớ rồi. Tớ biết cậu sẽ làm thế mà. Sẽ dễ như ăn bánh thôi. Chưa xong đâu. Giờ cậu sẽ làm gì? Xem và học hỏi nhé. Lẽ ra mình phải thấy chuyện này chứ nhỉ. Đợi đã, biết rồi. Nhưng cậu không thể làm thế. Vậy sao? Tớ phải làm đấy. Và nhìn nè, tớ thắng rồi. Không, không thể như thế được. Được rồi, cậu có thể lấy con gấu. Nhìn đôi mắt kìa. Mình sẽ bị lạc trong đó mất. Cậu không thể hoàn hảo hơn được. Cậu có mọi thứ mà con trai nên có. Chúng ta sẽ là một cặp đôi dễ thương. Đợi đã.
có lẽ có cách đấy. Cuốn sách thần chú của mình chắc sẽ giúp được. Ý là có gì để mất đâu chứ. Nhưng trước tiên mình cần bùa hộ mạng. Mình sẽ dọn chỗ này. Mình cần một tô epoxy resin. Sau đó mình sẽ thêm kim tuyến. Như vậy sẽ giúp nó lấp lánh. Bây giờ trộn lên. Mình muốn phải trộn đều như này nè. Tiếp theo, mình sẽ đổ nó vào trong khuôn. Mình sẽ dùng hình trái tim. Wow, nhìn màu sắc kìa. Mình sẽ đổ đầy khuôn luôn. Sau đó chờ nó cứng lại. Giờ lấy ra khỏi khuôn và thêm dây đeo vào. Wow, nhìn đẹp quá. Đúng là thứ mình cần. Nhưng chưa xong đâu. Giờ đến câu thần chú. Sợi dây chuyền này sẽ khiến Matthew yêu mình và giúp cậu ấy nhận ra mình là định mệnh của cậu ấy, làm đèn hiệu để thu hút cậu ấy. Được rồi này. Không dám tin luôn. Oh yeah, bắt đầu thôi. Emily. Wow. Cậu ấy đã thấy mình. Phải đến bắt chuyện với cô ấy. Ê Emily, hôm nay trông cậu xinh quá. Wow, tớ rất thích vòng cổ của cậu. Nó có gì đó rất thu hút. Hả? Cậu không sao chứ? Tớ nghĩ tớ phải đi rồi. Đợi đã, cậu không được đi đâu hết. Cậu làm gì vậy? Thả tớ ra. Ok, mình không nghĩ lại như vậy. Mở cửa ra Emily. À, không, tớ không sao. Đúng là một ý tưởng ngu ngốc. Đây, cậu có thể giữ nó. Tớ không muốn nó nữa. Hả? Cái này đâu ra vậy? Kỳ lạ thật. Đợi đã, chiếc vòng cổ. Mình phải có nó. Dừng lại đi. À, kỳ lạ. Mày mềm quá. Tao có thể ôm mày cả ngày. Đợi đã. Đây là răng mình sao? Sao lại có chuyện này được? Có nghĩa là tiên răng sắp đến. Mẹ ơi, vào đây đi ạ. Mọi chuyện ổn chứ con yêu? Mẹ nhìn răng con rụng nè. Thằng cún của mẹ lớn rồi. Mình biết mình muốn gì từ tiên răng rồi. Mình muốn có iPod. Chà, con nên để nó dưới gối. Ý kiến hay đấy mẹ. Như vậy sẽ giúp nó được an toàn. Và giờ đợi thôi. Hồi hộp ghê. Con phải đi ngủ đi. Tiên sẽ đến nhanh thôi. Vâng ạ. Không được quên Kỳ Lân. Chúc mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon. Gặp con vào sáng mai nhé. Đến lúc làm việc của mình rồi. Nhìn thằng bé kìa, nó dễ thương ghê. Mình sẽ lấy cái răng. Hy vọng không đánh thức Matthew. Được rồi, giờ mình sẽ để lại chiếc AirPod này. Có vẻ là mối thỏa thuận hợp lý. Hy vọng thằng bé sẽ thích. Đợi đã, mình sẽ làm cho nó độc đáo hơn. Mình cần bút 3D. Bắt đầu bằng việc vẽ những đường thẳng lên hộp. Mình sẽ vẽ thật khít và đẹp. Không muốn có khoảng hở nào. Sau khi xong, mình sẽ bắt đầu với nắp. Mình sẽ vẽ những đường nhỏ ở một bên nắp. Sau đó vẽ vòng qua mặt bên kia. Như vậy được rồi. Mình sẽ vẽ một con kỳ lân lên mảnh giấy cứng. Rồi dùng bút 3D đồ lên. Chỉ cần vẽ bên trong những đường thẳng. Phần đầu tiên đã xong. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái tai. Và giờ đến bên kia. Mình sẽ đổi màu và đồ vào những phần còn lại. Mình muốn nó thật sặc sỡ. Những phần này sẽ nối với nhau. Nhìn đẹp quá. Không được quên cái sừng. Nhìn hoàn hảo luôn. Giờ mình sẽ thêm những chi tiết cuối cùng. Mình khá là hài lòng với nó. Mình sẽ bỏ nó vào trong hộp. Cái nắp nhìn giống miệng của kỳ lân. Mẹ thì sẽ thích lắm đây. Mình nghĩ để dưới gối được rồi đấy. Đây sẽ là một bất ngờ. Mình rất nôn nóng muốn thấy mặt thằng bé. Mình thật may mắn. Không biết tiên răng đến chứ nhỉ. Chỉ có một cách để biết. Wow, xem này. Tuyệt quá. Woohoo. Mẹ ơi. Sao thế con? Tiên răng đến rồi sao? Bà ấy để cái này lại cho con. Wow, tiên răng tài năng quá. Phải dùng thử ngay mới được. Mẹ lấy cái này đi. Hay nhỉ? Đúng vậy. Sha la la la. Cái kính này bẩn quá. Như vậy mới phải chứ. Có khách. Tôi đến đây để tiêu thật nhiều tiền. Đó là điều tôi muốn nghe. Tha thiết quá. Chúng ta có gì ở đây nào? Đây là thời trang sao? Tôi thích nó. Cô còn có gì khác nữa không? Đây là thứ mình muốn nói tới nè. Cứ như thể nó đang gọi mình vậy. Thử xem nào. Hợp với anh đấy.
Dĩ nhiên, tôi khiến mọi thứ đẹp đẽ lên mà. Này, tôi thích cả bộ quần áo luôn. Nhưng cái gì sẽ giúp nó hoàn chỉnh nhỉ? Cặp kính. Anh sẽ trông rất sành điệu. Tôi rất muốn trông sành điệu. Nhìn được đấy. Thử xem nào. Tôi nghĩ tôi sẽ thử. Tôi thường thích những thứ lung linh. Tôi thích nó, xem thử đi. Không chắc lắm. Nó không hợp với tôi. Anh vừa. Thôi không sao, cái này thế nào? Ok, tôi sẽ thử. Không biết nữa. Tôi chắc chắn có thứ anh thích. Tôi có rất nhiều phong cách. Không được. Tôi không thích cái nào cả. Còn cặp kính của tôi thì sao? Tôi đi đây. Đợi đã, đứng lại. Gì vậy? Tôi có một thứ để anh thử. Nghĩ đi, mình cần phải bán được hàng. Chắc sẽ được đấy. Không, mình đã dùng hết điều ước rồi. À ha, dùng bắn keo chưa bao giờ làm mình thất vọng. Mình sẽ dùng keo kim tuyến để vẽ một hình. Mình muốn nó trông giống đám mây. Vui ghê. Giờ mình sẽ vẽ đám mây thứ hai. Đây sẽ là gọng của cặp kính tùy chỉnh. Giờ mình sẽ nối chúng lại với nhau. Tiếp theo mình cần epoxy resin màu xanh. Mình sẽ xịt nó lên những đám mây. Làm tương tự với đám mây thứ hai. Đây sẽ là tròng kính. Giờ phải đợi cho nó cứng lại. Mình đang làm chân cho cặp kính. Khá là đẹp nhỉ. Ý là mình sẽ đeo nó. Nhìn cái này nè. Tôi tò mò đấy. Đưa nó đây. Cặp này đẹp hơn mấy cặp kia. Tôi thấy đẹp đấy. Đây đúng là thứ tôi cần. Thật nhẹ nhõm. Tôi sẽ mua nó. Bao nhiêu tiền? $5. Ê, ý tôi là đợi đã. Anh biết đấy, là có 102. Nên nó có giá $500. Một món hời. Sự đẹp trai là vô giá. Wow, cảm ơn. Không, cảm ơn. Ta ta. Chào. Lần khác quay lại nhé. Không dám tin là cách đó hiệu quả luôn. Hồi hộp quá. Mình sẽ chỉ hỏi một câu thôi. Emily. Mình phải tự tin hơn. Emily. Không, nghe sợ quá. Emily, cái này cho em nè. Đây là biểu tượng của tình yêu của anh. Hy vọng em cũng có cảm xúc giống anh. Oops, ôi không, nó đi đâu rồi? Chắc ở đâu đó quanh đây thôi. Sao chuyện này cứ xảy ra với mình vậy? Hey Emily. Nãy giờ anh đang chống đẩy thôi. Ngồi xuống đi. Trông em xinh quá. Dễ thương kìa. Anh nói thật đấy. Đợi đã, đó là sơn móng tay sao? Anh mượn nhé. Chi vậy? Tin anh đi, nó sẽ giải quyết mọi chuyện. Mình sẽ dùng sơn móng tay rồi sơn quanh băng cá nhân. Mình muốn làm một miếng mỏng. Sau khi nó khô, mình sẽ vẽ lên nó. Màu hồng là màu hoàn hảo nhất. Mình sẽ tô những khoảng trống bằng màu tối hơn này. Nhìn đẹp đấy. Bước cuối cùng là một hình trái tim. Nhìn thật hoàn hảo. Tốt hơn không nên làm rơi cái này. Ok, được rồi. Emily? Có chuyện gì vậy Matthew? Ôi trời, anh đang đùa sao? Anh muốn hỏi em một chuyện. Không thể tin được. Em lấy anh nhé. Dĩ nhiên rồi. Anh rất hy vọng em sẽ nói thế. Em chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Phải đăng vài ảnh selfie mới để newsfeed thôi. Yay, hết hết rồi. Lướt mạng xã hội của mình một lúc nào. Wow, laptop của cậu ấy xịn thật. Còn mình thì chỉ dùng đồ thừa của vô cha. Nó còn không thèm hoạt động nữa. Làm công chúa nghèo thật khổ đó. Thôi được, chống đồ gì đó lên xem. Chả ăn thua. Khoan đã. Chắc cách này sẽ hiệu quả đó. Mình sẽ lấy khung ảnh này. Nào các chân để dựng lên. Ê, xem tới chế hay chưa? Wow, mong là sự nghèo khổ không lây lan. Ôi, cảm ơn cậu. Món quà dễ thương quá. Cái gì đây? Tớ cứ tưởng. Đây, cầm lấy đi. Thôi lượn đi,
tôi không muốn cậu ở đây nữa. Cứ biến đi. Cho cậu cái bánh đó đấy. Ồ, được. Thế cảm ơn nhá. Wow, sao nhiều tiền quá vậy trời. Mãi không hết này. Không thể tin nổi. Hả? Hả, tiền đó lẽ ra là của mình. Giàu to rồi, chết cả tuyệt vời. Hả, cậu ấy chuồn luôn hả? Còn một cái bánh nữa. Ơ kìa, chắc chắn là phải có tiền trong này chứ. Chả có gì, lại còn bẩn tay chứ. Tuyệt. Vương miệng tập thể dục của mình. Phải đeo đúng lại vào đúng dịp. Cảm ơn, cho người lui. Ôi, tập mệt dã man. Công chúa tập tốt lắm ạ. Nhảy dây là một bài cardio hiệu quả. Và nhảy lên nào. Squat giúp đôi chân và bụng mình khỏe hơn. Trông mình phải thật đẹp trên ngai vàng. Quả cho ta. Đừng quên uống nước thưa công chúa. Thế khỏe cả người. Được rồi, tập cho xong nào. Ồ, thế là chẳng có gì nặng bằng mấy cái xô đầy này. Chỉ cần với tới đó. Ước gì mình có ghế để đứng lên. Hôm nay mình thấy nóng hết cả người. Rác ở đâu mà lắm thế? Chẳng khác gì tập gym. Ê, cơ bắp của mình khỏe và chắc ghê. Được rồi, chuẩn bị vở cho tiết học đầu tiên nào. Đúng là vở này nè. Chào cậu, chuẩn bị học à? Đồ của tôi đâu? Đúng vậy, tiết nào laptop ấy. Thôi lượn, hết việc của ngươi rồi. Có gì đó sai sai. À phải, tất nhiên rồi, giờ là tiết toán mà. Đây là laptop mình cần. Hả? Pin yếu. Vở và bút không cần pin. Cậu nói đúng. Phải làm gì bây giờ? Thôi nào, đây cho cậu một tờ chép bài tạm. Ôi chà, cảm ơn cậu. Bút chì nữa nè. Lúc đấy tôi kiểu, gì cơ, cậu mới nói pony khác hả? Ê, nhìn kìa, có tiệc. Tiệc của Trương mà, đỉnh. Công chúa sinh ra cho những bữa tiệc mà. Nhưng mà cái váy này không ổn. Mình cần đồ lộng lẫy hơn. Như thế này. Tuyệt, chuẩn trang phục dự tiệc của công chúa. Wow, đẹp dã man. Chắc mình cũng nên thay đồ. Hả? Tưởng là mình làm giống cậu ấy là được. Chắc tại mình làm chưa đúng. Cái lon đó bay đi đâu vậy? Xuống xa mất rồi. Mình nên nhặt bỏ vào sọt rác. Mà khoan đã, mình có thể tận dụng thứ này. Thiệt, váy này đẹp đúng như mình tưởng tượng. Chân váy bồng bềnh thích thật. Khỏe không nè? Ôi trời ơi. Wow, váy mới của cậu trông hay quá. Ôi, cảm ơn nha, tôi sẽ làm đấy. Chà, cậu thấy bữa tiệc này sao? Xin dừng bước, phim này không miễn phí đâu. Tất nhiên, chờ chút nhé. Cô đùa tôi à? Chúng tôi không nhận tiền lẻ. Chắc là mình còn gì khác giá trị chứ. Thế vương miện của tôi thì sao? Vương miện bằng giấy có giá trị gì? Không, chúng tôi chỉ nhận tiền thật. Hài dã man con ngan. Sao cô ấy có thể làm như thế chứ?
Cười nhiều đau cả bụng rồi đây này. Này, xin dừng bước. Tiền nóng phiền phức thật. Đây. Thôi được. Không biết có gì bên trong nhỉ? Má ơi, cả cục vàng thật luôn. Có vẻ đây là một sự kiện riêng tư rồi. Và với loại tiền này mình sẽ biến khỏi đây luôn. Bắp rang đâu? Ngon tuyệt của mèo. Cắt chân lên và thư giãn nào. Phải chuẩn bị cho xong thôi. Màu này quá hợp da mình. Không thể quên kim cương được. Hoặc mascara. Và tất nhiên nước hoa được chế tạo cho riêng mình. Còn lên đầu nữa. Vương miện đâu? Hoàn hảo rồi, sẵn sàng đi ngủ thôi. Chúc ngủ ngon công chúa. Chán quá. Mình có thể ngủ ngay đây luôn. Không mở mắt nổi nữa. Chắc mình sẽ chợp mắt một chút. Hả? Sao nên ngủ gật? Đây là cơ hội của mình. Đến lúc bày trò đùa rồi. Yink. Tội ác hoàn hảo. Phải bắt tay vào việc thôi. Đầu tiên, mình sẽ bẻ một đầu của cây tăm. Sau đó dùng một miếng băng keo mỏng. Mình sẽ quấn băng keo quanh cây tăm. Tiếp theo vẽ lên đó. Mình sẽ chừa lại một phần nhỏ. Để tô chỗ đó màu hồng. Mình sẽ để màu khô. Sau đó quấn giấy bạc quanh nó. Mình muốn nó trông như thật hơn. Mình rất hài lòng với kết quả. Giờ gỡ băng keo ra khỏi phần đầu nhọn. Mình đã đổ màu đen vào một cái bát. Mình sẽ nhúng đầu này vào. Wow, để nó với mấy cây còn lại. Mấy cái này trông hay ghê. Sunny sẽ sợ lắm đây. Phải để lại chúng trên bàn của cô ấy. Và giờ... Hả? Tôi đang ở đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ôi không, nhìn bút chì của cậu kia. Gì? Sao có thể? Không thể tin được. Chúng nhỏ xíu. Chúng ta là người khổng lồ à? Thật kỳ lạ. Cậu tin sái cổ. Ý cậu là sao? Bút chì của cậu tớ cầm ở đây nè. Ok, hay đấy. Cậu lấy lại đi này. Phew. Được rồi, mình sẽ gập theo đường này. Có vẻ khá đơn giản. Khoan, bắt đầu lại được không? Không sao, mình nghĩ mình làm được. Madison, cậu có kéo không? Hả? Gì vậy? Tớ cần kéo. À, biết rồi. Nó ở đâu đó quanh đây thôi. Để tớ xem. Nó không thể đi ra được. Chắc chắn là tớ đã thấy nó. Đợi chút. Tiết học sắp kết thúc rồi. Chờ tớ một giây. Tớ có một hệ thống lưu kho độc đáo. Cậu đã kiểm tra dưới tờ giấy chưa? Tờ giấy màu xanh hay màu cam? Khó xem quá. Đợi đã, biết phải làm gì rồi. Madison, nhìn này. Đó là cái gì vậy? Cậu sẽ thích cho xem. Đầu tiên gấp tờ giấy bìa làm đôi. Sau đó mở nó ra lại. Giờ mình sẽ gấp nó theo chiều dọc. Mình sẽ tạo một đường gấp dọc theo cạnh này. Sau đó lật miếng bìa lại và gấp một lần nữa. Mình sẽ gập các góc vào giống như xếp máy bay giấy vậy. Mình sẽ gập hai bên vào, sau đó bẻ nó xuống. Tiếp theo lật nó lại. Và lặp lại bước đó. Mình sẽ gấp tam giác này lại. Sắp xong rồi. Bây giờ mở nó ra. Đây là một cái hộp. Nó có thể đựng tất cả giấy tờ của cậu. Ôi, cậu đúng là thiên tài. Tớ rất ấn tượng đấy. Khoan, còn nữa. Để mọi thứ vào đây. Như vậy sẽ giúp bàn họp của cậu gọn gàng. Wow, tớ không biết làm gì nếu không có cậu. Nhìn bàn của tớ nè. Chưa bao giờ gọn gàng như này. Cái kéo nè. Tớ biết là nó ở dưới đó mà. Cậu lấy đi. Cảm ơn, tớ cần làm xong món đồ thủ công này. Còn một việc nữa cần làm. Thích quá. Tớ trả lại nè. Madison. Không phải chứ. Thôi kệ đi. Chán quá. Đi được không? Con số 1 rất thú vị. Thầy có một sự thật rất hay về nó. Trời ơi, không thể đợi được nữa. Mình sẽ chợp mắt một lát. Ê, Madison, dậy đi. Cậu không thể ngủ trong lớp. Cô ấy ngủ nhanh ghê. Ồ, biết rồi. Cách này chắc chắn sẽ đánh thức cô ấy. Còn mình sẽ được tập nhắm bắn. Madison. Hả? Gì vậy? Sao cậu làm thế? Cậu ngủ gật. Cậu trách tớ sao? Tớ nghiêm túc đấy. Được rồi, tớ sẽ không ngủ. Nhưng tớ không vui đâu đấy. Có lẽ cái này sẽ giúp mình tỉnh.
đợi chút, nói cho mình một ý tưởng. Đầu tiên mình cần một cây bút đen. Mình sẽ đánh dấu quanh mép ly. Mình sẽ làm cách đều nhau. Bây giờ lấy kéo, mình sẽ cắt dọc theo chỗ đánh dấu. Mình cần bỏ đi 4 phần. Giờ gập các đầu lại. Mình đã đục một lỗ ở giữa. Mình sẽ xuyên ống hút qua. Sau đó gập đầu này lại. Mình sẽ dùng băng keo để cố định. Bây giờ đặt nó vào ly thứ hai và để ống hút qua đáy ly. Xem đi xem này. Ờ, đó là gì vậy? Xem đây, tôi sẽ đặt nó phía trên viên giấy và kéo ống hút. Nó sẽ nhạt giấy. Tôi có một cái cho cậu nè. Wow, cảm ơn. Tiết học này thú vị rồi đây. Được rồi này. Hả? Các em đang làm gì vậy? Thầy chưa đến phần hay nhất đâu. À, vâng, thầy tiếp đi ạ. Bài kiểm tra này khó quá. Chào Sunny. Ê, khỏe không? Tớ vừa chơi bóng rổ. Im lặng, tớ cần tập trung. À, thôi kệ, cậu đúng là mọt sách. Sunny, cậu không phiền chứ? Không thể tin nổi. Bỏ nó vào thùng rác đi. Gì? Shh, tớ đang học. Một số người bất lịch sự ghê. Được rồi, mình làm. Việc gì cũng đến tay mình. Đợi chút, mình có một ý tưởng. Ừ, cái này sẽ được đấy. Mình sẽ cắt chai làm đôi. Sau đó đổi kim tuyến vào phần dưới. Wow, nhìn lấp lánh chưa kìa. Mình sẽ để cái này sang một bên. Tiếp theo mình cần một tờ giấy bìa. Mình sẽ cắt nó thành các hình tròn và hình chữ nhật. Sau đó dàn chúng lại với nhau. Mình sẽ để cái này vào trong chai. Oh, nhìn đẹp ghê. Mình rất hài lòng. Hoàn hảo cho bút chì của mình. Vào đi. Wow, thích quá. Cậu nghĩ sao? Cũng được, nhưng tớ làm xong bài kiểm tra rồi. Sao cơ? Tớ quên khuấy mất. Ôi không, tiết học đã kết thúc. Chắc mình rớt rồi. Mình sắp hoàn thành kiệt tác rồi. À, tranh của mình sẽ được treo trong bảo tàng. Chờ đã, Justin tự vẽ đấy á? Đẹp hơn của mình bao nhiêu luôn. Hay mình thử nheo mắt xem có thấy đẹp hơn không? Mình nghĩ gì vậy chứ, xấu mù. Đợi tớ một chút. Tớ mang đổ vỏ bút chì vào thùng rác đã nhé. Ước gì mình có thể vẽ đẹp như cậu ấy. Mà chờ một chút, biết đâu mình có thể. Mình chỉ cần màng bọc thực phẩm này thôi. Mình sẽ trải màng bọc lên trên, rồi vẽ đè lên các nét. Tô theo viền rất dễ phải không nào? Vẽ thật mượt. Mình đúng là thiên tài. Chắc chắn mọi họa sĩ vĩ đại đều làm việc này. Không phải là sao chép mà là lấy cảm hứng. Giờ thứ nhất màng bọc thực phẩm lên và đặt nó vào một tờ giấy trắng. Mình sẽ dùng con lăn để ép cho nhanh. Ta-da! Dễ thương xỉu. Tớ mới vẽ nè Justin. Không đây nào, trông giống hệt của tớ. Đẹp quá đi mất. Tư tưởng lớn gặp nhau nhỉ. Chúng mình thật tài năng. Đập tay nào anh bạn. Oh yeah. Bảo sao chúng mình chơi thân. Bài tập về nhà khó quá. Chờ chút. Cái gì vậy? Mình chẳng hiểu mô tê gì cả. Chẳng hợp lý một tí nào. Ôi không, các công thức sao mà quá trời. Hãy để tôi yên. Em chờ rồi Justin. Và thầy thấy rất vui. Cái gì hồn nào vậy? Kiểu gì cũng u một cục cho coi. Căn phòng đang quay cuồng. Không, chắc mình bị choáng thôi. Sao thế anh bạn? Tại sao môn vật lý lại khó như vậy? Con chẳng hiểu cái gì cả. Con sẽ trượt môn này mất thôi. Ui, đau quá. Chờ bố một chút đã nhé. Bố phải dán băng cá nhân lên vết thương. Ôi, chưa gì đã sưng rồi. Mình phải cẩn thận hơn mới được. Ổn hơn rồi. Hả, kìa bố, chuyện này quan trọng hơn. Bị điểm F thì toi. Thì con ôn bài cho kỹ vào. Con đang cố đây nhưng mà cứ quên hoài. Quên, con biết rồi. Đấy, phải như thế chứ Justin. Hả, con đang nói về băng cá nhân. Cho con nhé. Cái này sẽ giải quyết mọi vấn đề. Tạm biệt điểm F. Mình sẽ bóc phần băng dán ở phía sau ra. Mình đã chép hết công thức vào tờ giấy nhỏ này. Mình sẽ đặt nó vào giữa băng cá nhân. Vậy là có thể xem đáp án bất cứ lúc nào. Kiểu gì mình cũng sẽ được điểm cao. Đau chân tôi mất tôi. Em bị làm sao thế? Thôi em không muốn nói về chuyện đó đâu ạ. Em vẫn làm bài được chứ? Dạ vâng ạ, em rất nóng lòng được làm bài. Chúc may mắn, em sẽ cần nó đấy. Đấy là thầy nghĩ thôi, mình sẽ bóc băng cá nhân ra. Vậy là có mọi công thức cần thiết. Thừa nhận đi, cách này rất thông minh. Cứ tưởng đây là lớp mỹ thuật. Sao mình không ôn bài chứ? Làm sao mà qua môn này đây? Mà chờ một chút.
thầy giáo đang không để ý. Cơ hội đây rồi. Mình chỉ cần nén luôn hết sức. Mình biết làm gì nếu không có điện thoại chứ. Đúng bài này rồi nè. Và các em sẽ có câu trả lời sau khi xong bước đó. Có chuyện gì thế kia? Có phải điện thoại? Không gì có thể ngăn mình. À thế à? Lâu chưa ạ? Cũng đủ lâu. Đưa điện thoại cho thầy. Thầy rất thất vọng về em Alex. Giờ thì làm bài đi. Không thể tin được. Vâng vâng, chả quan tâm. Thầy có thể lấy điện thoại. Nhưng mình vẫn còn đồ ăn vặt. Xì nách khoai tây có một nguyên liệu bí mật. Đáp án. Và điều tuyệt nhất là mình sẽ được ăn xì nách. Cậu giỡn mặt với tôi hả? Cảm giác như có người đang nhìn mình. Thần hồn nát thần tính. Bim bim, cho thầy à? Không cần đâu. Lại nữa sao? Chính em ép thầy đấy nhé. Xem phao này. Nhẹ cả người. Mời em ra khỏi lớp. Quá đáng. Em sắp khóc rồi à? Thật không công bằng. Chuyện gì vậy con? Con bị điểm F. Con đã cố hết sức. Thôi, đừng có buồn. Chờ chút. Bố có cách giúp con rồi. Đầu tiên, bố sẽ tháo tay cầm trên chiếc kính lúp của bố. Sau đó lấy một ống bìa cứng. Bố sẽ đặt lên phía trên trong kính lúp. Dán lại bằng keo này. Bố sẽ dùng súng bắn keo phun quanh rìa. Tiếp theo, bố cần băng dính đỏ. Bố sẽ cuốn xung quanh tròng, cho cùng màu ấy mà. Của con này Alex, cái này sẽ giúp con giải quyết vấn đề. Gì đấy ạ? Ghé mắt vào mà xem. Chờ bố chút nhé. Đợi xíu. Nhìn tờ giấy này đi. Dạ. Con hiểu rồi, con nhìn thấy đáp án. Tuyệt vời ông mặt trời. Hôm nay kiểm tra nhé các em. Thầy đã thiết kế một bài siêu khó. Em cảm thấy vô cùng tự tin. Đứa nào cũng nói vậy. Bắt đầu được rồi. Thầy biết nhóc sẽ lại trượt. Em thì không nghĩ thế đâu ạ. Bố ơi, bố đâu rồi? Không, chỉ là cây. Màn ngụy trang này sẽ thành công. Alex, đằng này nè. Hoan hạ, con biết bố sẽ không làm con thất vọng mà. Hả? Em mới nói gì sao? Làm gì thế nhỉ? Thế có gì sai sai, phải điều tra mới được. Đến giờ vẫn ổn. Em đang làm gì vậy hả? Không ạ, em chẳng hiểu thầy đang nói gì nữa. Đây ạ, thầy tự xem đi. Xem thì xem. Đằng kia có ông thợ xây nhìn lạ quá. Cứ bình tĩnh. Mọi thứ đều có vẻ ổn. Thầy đã nghĩ sai về em Alex. Suýt thì lộ. Wow, thầy nói liên tục mà mình chẳng hiểu một tí gì. Và nội dung này rất quan trọng, sẽ có trong bài kiểm tra đấy. Mình chỉ nghe thấy bla bla bla. Mình biết phải làm gì cho đỡ chán rồi. Măm măm. Nghe giảng bài kể cũng đói bụng. Kẹo ngọt thơm ngon. Khoan, hình như mình nghe thấy tiếng vỏ kẹo sột soạt. Mình sẽ thưởng thức kẹo. Em nghĩ mình đang làm gì hả? Không được nhé. Quy định thế nào? Cấm ăn vặt trong lớp. Đưa cho thầy. Đưa hết đây. Nhưng làm sao rồi? Để xem có phải kẹo thật không. Oh yeah, 100% đường. Tiếp tục nhé. Ok, không được ăn vặt. Nhưng thầy không hề nhắc đến nước ngọt. Cũng giúp mình giải khát. Nhưng lần này mình sẽ cẩn thận hơn. Giấu dưới ngăn bàn nè. Làm sao thầy biết được? Khoan, thầy đi đâu rồi? Ôi giời, thầy. Thầy sẽ tịch thu lo nước. Sao nó lại ở đó nhỉ? Thầy cảnh báo lần cuối Alex. Này, quay lưng đi rồi, nhanh tay đi nào. Cuối không, đừng hòng. Hả? Thầy quá nhanh phải không? Thầy sẽ tịch thu luôn. Suýt được rồi mà, xíu nữa là ăn được. Thầy giám sát em đấy. Thầy căng ghê. Rồi em sẽ thôi. Chờ chút, cây hồ dán. Mình đã nghĩ ra một ý. Cái này dùng được đó nha. Đầu tiên mình cần lấy hồ dán ra. Sau đó thì làm sạch bên trong ống. Tiếp theo chuẩn bị loại kẹo yêu thích. Rồi nặn thành một cục như thế này. Vậy là có bóng kẹo thơm ngon. Mình sẽ ấn cái ống vào kẹo. Như vậy ta sẽ có một phần kẹo trong ống. Sau đó mình cẩn thận gỡ phần kẹo thừa ra để dành tí ăn sau. Vậy là có thanh kẹo xịn sò. Khi mình xoay ống, kẹo sẽ được đẩy lên, y như trong kế hoạch của mình.
Và phần hay nhất là sẽ không có ai nghi ngờ gì. Ngon hết sảy. Mà chờ một chút, mùi gì mà thơm thơm thế? Lại nữa hả? Có mùi kẹo phải không? Dạ, không, sao mẹ em dám chứ? Thầy không tin em đâu nhóc ạ. Phải nhìn gần hơn mới được. Cứ tự nhiên ạ, chẳng có gì đâu. Em chỉ đang dùng cây hồ dán bình thường thôi. À thế à. Chắc là thằng bé nói thật. Thầy không nhìn thấy kẹo. Ok, vậy chắc mình đã sai. Hẳn vậy rồi, giờ thì em xin phép tiếp tục sử dụng hồ dán. Ngon tuyệt cú mèo. Rốt cuộc lớp này cũng không tệ lắm. Này, có chuyện gì vậy? Tránh đường nào, cho tớ qua. Ồ, nhìn xem kìa. Wow, mình sẽ làm chủ tịch tuyệt nhất. Tớ chắc chắn sẽ ra tranh cử. Các bạn đang nhìn thủ lĩnh tiếp theo. Có vẻ mình có cuộc thi ở đây rồi. Ồ thế cả, giỏi nhỉ. Chiến luôn chứ. May quá mẹ mới hết tiết. Hả? Justin đang làm gì kia? Lily để tớ làm giúp cậu nha. Wow, cảm ơn Justin. Hơi bị lén lút đó nha. Kiểu gì cũng được à. Để tớ đỡ Sunny. Cậu cứ từ từ đi, đi bên này à. Cậu ta đang cố hối lộ để được bầu chọn. Và có hiệu quả. Thật không thể tin nổi. Không ổn chút nào. Có vẻ mình phải ra tay rồi. Mình cần nghĩ ra một phương pháp mới. Và có lẽ mình có cách rồi. May mà mình đã chuẩn bị kỹ. Có vẻ mình sắp được bầu chọn tới top luôn. Chắc chắn mình sẽ là người thắng cuộc. Justin đã nhận được khá nhiều phiếu rồi. Hả? Từ bao giờ trong này có chuông báo động vậy? Được rồi, mau đi về đồn thôi. Không, không thể thế được. Mình cần kế hoạch mới. Hẳn phải có cách gì đó hiệu quả chứ. Wendy đang làm gì kia? Móng tay à. Hay là dùng cách này nhỉ. Đã đến lúc làm người hùng. Tớ ngồi đây được không? Sao cũng được. Có vẻ cậu đang cần đứng giúp ha. Cậu sẽ mở chai nước ngọt sao? Cứ tự nhiên. Từ từ, tớ mở được mà. Cứ từ từ. Chờ một chút. Hình như tớ đã nghĩ ra cách rồi. Xem đây nhé. Tớ sẽ cuộn dây xung quanh cái chai. Rồi kéo dây. Vậy là mở được chai. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Ôi trời ơi, cậu đúng là thiên tài. Nếu tớ làm chủ tịch, chai nước ngọt nào cũng sẽ được mở. Tớ bầu cho cậu. Các cậu ơi, lại đây đi nè. Ashley có mẹo định để mở chai nước ngọt. Cho họ xem đi. Đây, mở của tớ đi. Ok mấy gái, các cậu mới được vậy đấy. Ủa? Nhưng họ đã định bầu cho mình mà. Không có nữa đâu. Mình đã đánh giá thấp nhỏ này. Cả lớp chú ý nào, bài này rất quan trọng. Các cậu. Gì? Xem tớ có gì nè. Nhìn ngon đấy. Đồ cho tớ nhé. Cứ đưa đây cho tớ. Hả? Justin, không ngăn vặt trong lớp. Em xin lỗi, em sẽ không tái phạm ạ. Tốt nhất là thế, không thì vào phòng phạt. Chỉ là kẹo cao su thôi mà, bân công quá. Tuyệt, Ashley. Chào các bạn yêu, lại là một ngày tuyệt vời nữa. Và vẫn chưa ai đánh thắng mình ở môn bóng bàn. Cậu ta có bao giờ im lặng không? Khoan đã, mình có ý này. Mình đã có cách phát kẹo cao su. Bắt tay vào việc thôi. Trước tiên, mình sẽ tháo cục tẩy ra khỏi bút chì. Giờ thì mình cần một miếng kẹo. Mình sẽ nặn thành các miếng nhỏ và nhét nó vào lại đầu bút chì. Mình sẽ làm thế với nhiều bút nữa. Trông giống y như thật luôn. Cách này chắc chắn sẽ kiếm được thêm phiếu bầu cho mình. Cảm ơn. Ngon hết sảy. Tặng cậu nè. Xin. Chứ cậu nè. Hả? Gì kỳ vậy? Ai nữa ta? Đúng rồi. Cái gì? Ai ném đây? Kẹo. Có chuyện gì vậy trời? Xem số phiếu bầu tăng lên nè. Thôi xong. Justin sắp dẫn đầu mất rồi. Ai cũng có kẹo cao su. Thông minh chứ hả? Cậu ta nghĩ mình thông minh lắm. Mình chưa từng để ý cái đó. Khoan, có cách rồi.
mình đã biết phải làm gì. Mình có thể dùng quả bóng bàn này. Mình sẽ dùng compa được một lỗ trên quả bóng, khởi đầu suôn sẻ đó. Giờ thì nới lỗ rộng ra, mình sẽ dùng bút chì cho dễ. Sau đó thứ nhất phần tẩy vào bóng. Tiếp theo mình cần giấy xốp lấp lánh. Mình sẽ vẽ chim hồng hạc lên. Thật may mình giỏi vẽ vời. Này, trông xinh phết đó. Mình sẽ cắt hình này ra. Mình sẽ dùng bút dạ để tô vào mỏ. Và vẽ thêm mắt nè. Giờ mình cần dùng súng bắn keo. Mình sẽ phun một đường mỏng vào rìa của chim hồng hạc, rồi dán nó vào quả bóng. Con chim hồng hạc nào cũng cần lông vũ. Mình sẽ dán nó vào quả bóng. Cần thật là nhiều keo. Giờ mình dán lông vũ lên quả bóng. Một chú chim hồng hạc nhỏ xinh. Sunny. Wow. Không đời nào. Thôi đi. Có gì mà huynh hoang, Ashley? Ghen tị hả? Tớ tài năng quá mà. Kiểu gì cũng có tác dụng. Mọi người sẽ bầu cho mình. Wow, quá trời phiếu bầu luôn. Xinh quá nè. Mình thích cái màu son này quá. Chào Mandy. Tớ đến trễ. Chưa bỏ lỡ cái gì đâu. Tớ phải chuẩn bị đồ. Ôi không, cảm giác không ổn. Hộp slime bị tuột nắp từ bao giờ? Không ổn chút nào. Giờ sao đây? Thế này không được. Đổ hết cả da vở nữa chứ. Sao thế? Phải. Vở của tớ hỏng mất rồi. Tớ không dùng được nữa. Ok, đừng khóc. Phải có cách nào để xử lý chứ nhỉ? Gel kim tuyến làm mình nghĩ ra một ý. Đúng rồi. Cậu đang làm gì vậy? Tin tớ đi, để tớ lo. Sửa cái này dễ ợt thôi. Đầu tiên tớ sẽ cắt phần bị slime đổ ra. Không cần mảnh bìa này nữa. Giờ mình sẽ lấy một cái túi bóng và gấp nó lại. Mình sẽ đổ chút kim tuyến vào. Mình sẽ thêm các màu và kiểu khác nhau. Mình sẽ cần rất nhiều luôn. Tiếp theo là dùng keo. Phải là keo trong suốt nha. Mình cần đổ một chút keo vào đáy của túi. Đủ rồi đó, mình sẽ đóng túi lại. Sau đó dán miệng túi vào. Chuẩn không cần chỉnh luôn nè. Tiếp theo mình sẽ lấy quyển vở và mở nó ra. Mình sẽ bóp keo ở bên trong. Mình sẽ bôi keo quanh các rìa. Vậy là được rồi. Giờ mình có thể dán túi kim tuyến vào quyển vở. Nhấn nó xuống để nó dính thật chắc. Và để keo khô lại. Vui quá luôn nè. Mandy sẽ thích cho coi. Ôi trời, nhiều màu quá. Tuyệt vời không mặt trời. Nó mềm quá đi. Đây là quyển vở xinh nhất của đất. Cảm ơn Ashley. Làm việc của tớ thôi. Không biết cậu có thể bầu cho tớ không? Chắc chắn rồi. Lại có người bầu cho Ashley. Tuyệt, mình biết sẽ hiệu quả mà. Chắc chắn mình sẽ thắng. Chuyện này đang mất kiểm soát rồi. Mình cần tìm cách thôi. Nhưng gì chứ? Áo Sunny bị rách một lỗ lớn kìa. Và đó là cơ hội tuyệt vời cho mình giành thêm phiếu bầu. Chuyện này sẽ tuyệt lắm đây. Này, của tớ mà, cậu làm cái gì đấy? Cứ chờ nhé. Mình sẽ biến nó thành một thứ đặc biệt. Mình chỉ cần chút len từ áo của Sunny. Và để trí sáng tạo bay cao, mình sẽ bắt đầu với len và thước kẻ. Mình sẽ cuốn len xung quanh thước kẻ rồi dồn lại. Sau đó cắt phần thừa đi. Giờ mình cần vở của Sunny. Mình sẽ để nghiêng thước kẻ và bơm keo dọc trên rìa. Thật may tay mình không bị run. Tiếp theo mình sẽ dán nó lên vở. Mình sẽ cắt len ra khỏi cái thước kẻ. Quá là ổn áp. Mình sẽ làm tương tự trên khắp quyển vở, rồi trải phẳng xuống và dán thêm hoa. Trông giống như bãi cỏ nè. Thật là mềm. Của cậu này Sunny. Wow, tớ thích lắm. Cảm ơn Justin. Biết cậu sẽ thích mà. Cảm giác dễ chịu quá. Giống như một mảnh thiên nhiên vậy. Mà cậu ấy lấy len ở đâu ta? Chuyện đó không quan trọng. Nhớ bầu chọn cho tớ nha. Phải, tất nhiên. Lần nào cũng hiệu quả. Mong là Sunny không thích cái áo đó.
gần đến hạn chót rồi. Căng thẳng ghê. Khó thật ý. Mọi người ơi, giúp tớ với, tớ nên bầu cho ai đây? Ashley hay Justin? Hãy cho chúng tớ biết dưới bình luận nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này nha. Hả? Mình quên ở nhà rồi sao? À, cái này từ 5 năm trước rồi. Nhưng mèo mỡ còn hơn không? Cậu cướp viện bảo tàng hay gì vậy? Thôi thế là quá đủ rồi. Chiếc bút đặc biệt của mình. Phun đều hai lỗ và mình đã có tai nghe mới toanh. Đó. Thế này mới chuẩn nè. Âm nhạc nghe đỉnh hơn nhiều. Lại là một thủ thuật khác với bút. Móng tay sáng bóng nè. Màu đỏ hợp đó. Mà ai cần ra salon cơ chứ. Ôi thôi, thế là xong. Mình hậu đậu quá. Ôi trời, tẩy dần móng tay ngay thôi. Sạch đi mà. Vẫn còn hả? Phải dùng tới biện pháp mạnh rồi. Rồi xem nhé. Chán như con rắn. Úp này hết thuốc chữa rồi. Hoặc mình chỉ cần sáng tạo một chút. Khéo tay hay làm nào. Mình sẽ tự làm úp mới với chiếc bút keo tiện dụng này. Trông giống cái úp chứ vậy ta. Đừng quên các cạnh nhé. Bạn có thể tạo mọi màu tùy thích. Màu vàng hợp với quần áo mình nè. Alo bồ hả? Mình sẽ thắng ván này. Nghỉ chút đã vậy. Nhìn màn hình lâu buồn ngủ ghê. Thú vị ghê đó. Gì vậy trời? Không phải con mèo chứ? Kính của Madison. Ôi, con bé sẽ giết mình mất. Mình đúng là cái đồ mông nặng. Mà không sao. Chiếc bút này sẽ khắc phục mọi thứ. Trước tiên, tô viền mắt kính như thế này. Rồi kéo xuống phần rìa. Cứ tiếp tục cho đến khi bạn tô hết rìa. Trông con quen chưa nè. Giờ bạn chỉ cần nối mọi thứ lại thôi. Rồi đến phần gọng kính. Đã xong nè. Nhìn đẹp hết đó chứ. Từ từ. Từ từ. Suýt thì tòi. Kính đúng cỡ cậu luôn. Mình ngủ mà vẫn đeo kính à. Ui trời. Hả? Lạ thật. Thành công. Ôi, mẹ mua cho mình quá trời đồ xinh. Con bướm xinh quá hợp luôn. Nhưng một ngón thôi chưa đủ. Đeo đủ 10 ngón mới đã chứ. Trông đẹp thật luôn đó. Còn mình thì sao? Mình tự làm chiếc nhẫn nhỏ. Tự tin khoe cá tính nè. Nhưng mà hơi lố. Cái này thì sao? Mình hôm mới đeo thử. Khoan đã. Mình hiểu rồi. Tất nhiên. Tớ có trái tim nhỏ. Tô viền trái tim bằng bút keo nhé. Tớ chọn màu đỏ. Giờ tô hết bên trong. Tiếp theo là vương miện. Chắc là hợp với nữ hoàng. bông hoa xinh chứ nè. Bạn có thể dùng nhiều màu sắc tùy ý thích nhé. Tô các cánh hoa nào. Quá đẹp luôn. Bạn có biết đây là gì không? Là phụ kiện bạn đeo vào ngón tay ấy.
Lúc nãy tụi mình làm trái tim rồi, nhỏ một chút keo ở đây và dính chiếc nhẫn lên trên. Nhìn xem, tự làm trang sức nhé. Dễ cưng ghê, mình khéo tay vết đó. 4 chiếc nhẫn tự chế nha. Hả? Nhẫn ở đâu xinh vậy? Đưa cho tớ. Nhẫn này có 102 luôn nhỉ? Ồ, cho tớ thử cái này nha. Xinh quá đi, chị em nhẫn. Ai biết được ngủ lại nhanh chóng biến thành trận trên gối. Ừ, tóc tố. Chả nhìn thấy gì cả. Tóc với tay, chán. Được rồi, khoan đã, chờ tớ tí. Có cái dây buộc tóc nào quanh đây không? Cái này cũng được. Từ từ đã. Tớ nhìn thấy chưa? Nhưng tớ cần nó hơn. Đưa đây. Đấy, cậu làm hỏng rồi nè. Nhưng có một cách còn hay hơn. Triển khai hộp kế hoạch B. Chúng tôi cần ngài giúp bút thần ạ. Sẽ thú vị lắm cho mà xem. Trước hết, chúng mình cần các đường lượn sóng. Rồi đóng lại nè, và tôi bên trong. Một chút nữa các bạn sẽ hiểu ngay. Dùng cọ trắng để vẽ các hình trái tim nhỉ? Đáng yêu quá đi thôi. Ok, một hình nữa. Đính thêm viên đá nhỏ để hoàn thiện món đồ. Tiếp theo, dính hai đầu vào nhau. Và cài lên tóc bạn. Khỏi lo tóc vướng vào mặt nữa. Wow! Ôi! Trận chiến chính thức trở lại đây. Chuyện đụng hàng là khó tránh khỏi trong lớp. Nhưng hóa ra lại có chút vấn đề. Bye bye! Hemingway quả thật tài ba. Gì đây? Mình đâu có mang thứ này. Có cổ vũ gì đâu. Ủa, đó là cặp của mình sao? Mà nhờ thế mình lại nghĩ ra hay. Vẽ tên bạn và tô viền ngoài bằng bút keo. Mình chọn phong cách chữ vui nhộn bong bóng. Chọn màu bạn yêu thích nữa nha. Đừng quên các điểm khuất. Giống như quanh chị E. Rồi đến phần tô màu nè. Đưa bút theo các hướng khác nhau để tạo hình chữ. Hoặc tạo nét rõ ràng dễ nhìn hơn. Tô viền và luồn dây xích. Để xem ai còn cầm nhầm cặp được nữa. Hả? Không phải tên mình mà. Madison. Suýt thì nhầm nhỏ đó hả? May có thể tên xinh xắn. Wow. Thần tình yêu đã nghe thấy lời nguyện cầu của mình sao? Tóc ổn chứ nhỉ? Anh ơi. Bụi bẩn đầy miệng rồi. Và tóc mình. Có lốc xoáy hay gì vậy hả trời? Mà khoan, mình có cách để khắc phục tình trạng này. Xin chào người bạn cũ. Tôi có chiếc bút nè. Kéo keo ra để quấn vào bút. Cứ tiếp tục. Và khi keo khô tháo ra khỏi bút. Trông nó giống một cái lò xo nhỉ? Nhỏ chút keo lên một đầu. Và dính hai đầu lại với nhau. Ta-da! Không lo tóc rối nữa. Tiếp tục nào. Đằng ấy ơi. Chào em. Mình cù tè quá. Thật tuyệt khi có món gì đó ấm áp để uống. Cứ xấu thế nào ấy nhở? Cậu chụp ảnh giúp tớ được không? Được chứ. Ôi, cà phê của mình. Phải làm sao đây? Mình biết rồi.
Úi là trời, cô bị cái gì thế hả? Này, xài đi. Hâm hả bà kia? Gì? Tiền lẻ thôi có sao đâu. Hâm khô tiền nhanh kẹo hư nào. Nhìn hải bà cố luôn. Oh, có tiệc này. Mặc gì giờ ta? Nhìn ổn này. Hả? Ôi không, rậm rạp dễ sợ luôn. Wow, nhìn mình giống khỉ quá. Phải xử lý ngay và luôn mới được. Xem nào. Alo, giúp em với chế. Ok, để xem ca như thế nào nhé. Chúng ta bắt đầu chưa? Gái đeo đi. Không phải hàng hiệu nhưng đành chịu thôi. Sẽ hơi nhột nhột đó nha. Sắp xong rồi. Và hoàn thành. Wow, chả cảm thấy gì luôn. Của chế nè, rất xứng đáng đó. Vâng, cảm ơn. Máy này mạnh hơn mình tưởng rồi. Tôi chuẩn lẹ đây. Chị này sao thế? Tóc mình chọc rồi. À, muốn đi tiệc quá à? Như thế này ai mà dám đi? Cứ như rừng Amazon ấy. Đi cạo thôi. Trong này phải có thứ gì hữu ích chứ. Dao làm yêu dấu nè. Quỷ gớm thật đấy. Còn gì nữa không nhở? Có lưỡi dao cạo mới. Nhưng mà phải tìm tay cầm nữa. Cái này có vẻ được nè. Chắc là sẽ ngon lành nha. Mình sẽ đâm cái nĩa vào dao. Thế là chân sẽ mịn màng trong nháy mắt. Triển nè. Cẩn thận đấy. Chết thì toang. Xong một tay rồi. Cuối cùng cũng hết. Nhưng không dễ dàng như mình tưởng. Nhiều băng cá nhân quá này. Chắc mình phải ở nhà rồi. Chán thật đấy. Bạn mình đâu? Cậu đến rồi ha. Cho cậu này cái. Này là sao? Tớ chả thèm đâu. Tớ có mang rồi. Ok. Chụp ảnh cho đẹp lên đấy nhé. Ánh sáng có rực không vậy? Đẹp lắm. Để tớ nâng tạ nhé. Đốt mỡ nhiều ghê. Trông ngầu lắm. Đủ rồi đó. Giờ thì tập bụng này. Sẵn sàng chưa? Tập mệt xỉu ngang luôn. Tung quá ta. Chụp rồi. Ok, dừng nào. Tớ hơi bị mệt rồi. Tập dã rời luôn. Điện thoại cậu này. Đùa hay gì thế trời? Trông tớ xấu ỉn. Cậu bị sao vậy hả? Phòng mình như cái chuồng lợn đấy. Chuyển thôi nào. Sẵn sàng rồi. Sao mấy cái này lại nằm đây? Mình lười ghê. Cơ mà có ý này hay nè. Nếu mình treo cái quần này lên cửa rồi đóng cửa lại. Sau đó xỏ chổi qua đĩa quần jean thì mình sẽ có một cái xà để tập. Nỗi đau là tạm thời thôi. Wow, tập đã ghê. Cửa to chưa này. Mình mê tập lắm luôn ý. Mình sẽ đặt ghế như thế này. Vậy thì cứng cáp hơn nhiều. Wow. Hay là dùng cái khăn này nhỉ? Không thể bỏ ngày chân nha. Sáng mai sẽ đau lắm cho xem. Và sàn đã sạch bóng rồi. Tập như vậy mới xịn chứ. Cậu tới tớ mừng quá à. Đợi tớ tẹo nhá. Ai ngờ cậu ấy lại ở đây chứ. Nhà đẹp ghê. Hả? Có ai hả ta? Alo. Chắc không có gì đâu. Lạ rồi đấy. Mình chỉ tưởng tượng thôi mà. Trên đời làm gì có ma hay quái vật chứ. Có cái gì? Đang sợ mình. Cuộc khởi nghĩa của lũ robot đã bắt đầu rồi. Đừng có mơ nhá. Quay lại đây mau.
gì vậy hả? Có chuyện gì thế? Mi tưởng có thể thoát khỏi tay chị hả? Chào Mickey. Sao cậu lại chơi đấu vật với máy hút bụi? Máy hút bụi á? Ừ. Vậy là phải dọn dẹp rồi. Bộ đồ này cưng phết. Trời đất, đừng bị sao nha. Hay thật, đây là cái quần mình thích nhất đây. Chắc phải thay rồi. Chắc mình có gì để mặc chứ nhỉ? Thế là phải giặt đồ rồi. Khoan đã, sáng tạo chút xem sao nè. Wow, nhìn cháy nha. Mà mình chả phải giặt đồ nữa. Giờ đi thôi. Ôi trời, mình đen quá vậy. Hạt kim sa được đính bằng tay cả đấy. Đây là mốt mới nhất tại Paris ạ. Thôi đi, nhìn ghê quá. Vậy thì sao ạ? Mang đi cho khuất mắt giùm tôi. Chị cần gì nữa vậy? Tôi cần có bộ đồ để mặc đó. Đợi tôi chút nhé ạ. Chị đi đâu thế hả? Ok, món này được không? Đây là hàng độc quyền đấy. Ờ, và đắt nữa nè. Tuyệt vời. Wow, bán cho tôi ngay đi. Nhìn đỉnh quá trời. Tôi đi thử luôn đây. Cứ từ từ ạ. Mình lại chốt đơn nữa rồi. Giỏi ghê trời. Hồi hộp dễ sợ luôn. Mình sẽ mua cái gì nhỉ? Chị thấy sao nè? Biết mà, quá sang đúng không? Ủa? Giàu mà phèn chua ghê. Cảm ơn nhá. Sao lâu vậy má ơi? Cái burger này trông ngon quá. Mình thì đói meo rồi. Chúc quý cô ngon miệng. Nữa hả trời? Mình ngán burger vàng lắm rồi. Không phải mì tôm là thích rồi. Nhìn ngon ba cháy luôn. Mình thèm mì tôm quá. Ezzy ơi, đổi không bố? Được chứ. Thế nào cũng ngon lắm đây. Mùi thơm dã man. Lâu lắm rồi mình mới được ăn burger á. Úi, răng tôi. Gì thế này? Dây vàng hả trời? Sao lại có cái này trong bánh thế hả? Để tăng thêm hương vị chứ sao. Thôi được rồi. Ngon dã man luôn. Ơ, gì nữa đây? Nhẫn kim cương á? Thằng này mày thế không biết. Đẹp muốn xỉu luôn. Và rất hợp với mình. Trong này có gì dai dai á? Cà rốt nhựa hả? Wow. Kệ đi, tô mì này ngon vậy mà. Mai lại đổi đồ ăn nữa nhé. Ok, bắt đầu thôi. Tớ không làm được. Không đây nào. Nhìn kìa. Ui, các cậu dừng lại đi. Tớ ướt sũng rồi. Các cậu đang làm gì vậy? Ồ, tụi mình làm hả? Xin lỗi. Đủ rồi. Cậu và tớ nghỉ chơi. Phải làm gì bây giờ? Không sao đâu anh bạn. Tớ sẽ đi dự vũ hội với cậu. Trừ khi đi với cô gái kia đi. Cô ấy á? Không phải chứ. Qua đó đi. Được rồi, đã đến lúc ra tay rồi. Ê, khỏe chứ? Quên đi nhé. Chào anh chàng đẹp trai. Không tin được mình lại làm việc này. Muốn đi vũ hội không? Có chứ, thế thì tuyệt quá. Tớ cũng nghĩ cậu sẽ đồng ý. Được rồi, đi thôi. Thích quá đi mất. Có người hẹn mình đi chơi. Mà còn là trai đẹp nữa chứ. Kệ đi. Đứng yên nào. Ui, nụ hôn đầu của mình. Cái gì? Mơ đi. Không có chuyện đó đâu. Hả? Có chuyện gì vậy? Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Cậu đang nói gì thế? Cậu không thấy sao? Cậu bị mụn. Không sao đâu, tớ sẽ nặn chúng ra. Cái này nhiều mủ nè. Ui, dừng lại đi. Nhưng tớ không hiểu. Cậu không cần nặn đâu. Tớ có cái này cho cậu.
Nó ở trong này. Xem cái này nè, nó sẽ giải quyết mọi vấn đề về mụn cậu. Bắt tay vào việc thôi. Có đau không vậy? Ôi, nhiều quá. Cậu có chắc là có tác dụng không? Tin tớ đi, mấy nốt mụn đó sẽ biến mất mãi mãi. Đây là nốt cuối cùng. Chà, da mình mịn màng quá. Cậu nghĩ sao? Việc này khó hơn tớ nghĩ đấy. Tớ cần thứ gì đó để chữa nốt đỏ. À ha, cây nha đam. Mẹ thiên nhiên chưa bao giờ làm mình thất vọng. Mình sẽ lấy chiếc lá này, nó sẽ có tác dụng đấy. Chỉ cần bóp gel ra là được. Xong rồi. Mình sẽ bóp vào cái bát này. Mình nghĩ hết rồi đấy. Bây giờ rắc một ít kim tuyến. Nó sẽ giúp tẩy tế bào chết cho da cậu. Và thêm chút lấp lánh. Sau đó trộn tất cả lại với nhau. Gần được rồi. Xong rồi đấy. Công thức này chưa bao giờ làm mình thất vọng. Còn chờ gì nữa? Tốt nhất là nên tháo kính ra. Tớ sẽ chấm hỗn hợp nha đam này lên vết đỏ. May là tớ làm khá nhiều. Chúng ta sẽ cần đấy. Lạnh ghê. Nhìn rất dễ chịu. Giống mặt nạ vậy. Giờ sao? Đợi thôi hả? Đủ lâu rồi đấy. Giờ lau sạch nó đi. Tớ thích những khoảnh khắc đặc biệt của tụi mình. Sao rồi? Chà, cảm giác thật tuyệt. Lần nào cũng có tác dụng. Đi thôi. Hả? Ôi, da mình sáng bóng ghê. Chưa bao giờ đẹp thế này. Mụn đã biến mất. Cảm ơn cậu nhiều. Giờ ăn vặt đến rồi. Mình thích mì lắm. Có chuyện gì sao? Tớ muốn trông thật đẹp cho đêm vũ hội. Và tớ biết mình phải làm gì. Chờ tớ chút nhé. Để tớ ăn hết mì đã. Cậu đang làm gì ở đó vậy? Ngạc nhiên chưa? Cậu làm gì vậy? Cậu định học trường diễn hề sao? Cậu không thích hả? Tớ còn nghĩ là đẹp đấy. Làm lại đi. Đợi đã, chắc tớ giúp được đấy. Chắc chắn phải có gì đó ở đây. À ha, cái này được nè. Olivia nhìn này. Băng keo á? Thật chứ? Đừng cử động. Cách này hơi kỳ lạ. Tớ sẽ dán băng keo quanh mắt cậu. Nhìn này. Rồi làm tương tự với bên kia. Trông được đấy. Bây giờ tớ cần phấn mắt. Màu xanh này sẽ hợp với cậu đây. Nó sẽ giúp mắt cậu nổi bật. Tớ sẽ bôi lên góc có băng keo. Rất nhanh gọn luôn. Sau đó lột băng keo ra. Giống như lột băng keo cá nhân vậy. Và kết quả thật tuyệt vời. Cậu sẽ thích đấy. Sao? Thế nào rồi? Đẹp hơn cậu làm. Nhưng chưa ổn lắm. Để tớ suy nghĩ. Ồ, cái dĩa của mình. Cái này sẽ có ích đây. Cậu đang làm gì vậy? Mình cần một cái cọ. Đây sẽ là kiệt tác của mình. Đây rồi. Mình sẽ quét cọ qua chiếc dĩa. Nhưng chỉ ở bên ngoài thôi. May là lúc này không ai thấy. Bây giờ lấy dĩa ra. Mình cần tán phấn đều ra. Nhọt quá. Đây là một cách hay để đánh khối. Nó làm nổi bật các đặc điểm của cậu. Không được quên má. Quẹt nhanh quá. Rồi bên này nữa. Và thế là xong. Mình đúng là nghệ sĩ. Xem đi. Ôi, wow. Đây là mình thật sao? Thích quá. Cậu đúng là phù thủy trang điểm. Tiếp theo làm gì nữa? Chúng ta chưa xong đâu. Cần một bộ đồ mới nữa. Cậu có gì ở đây không? Xem thử nhé. Cậu mặc cái này thật sao? Ba tớ đan đấy. Đồ cổ đó nha. Tớ lục thử đây. Không được. Không thể được. Này, cẩn thận. Có chừng chứ. Mình thích cái này. Chắc phải có thứ gì đó mặc được chứ nhỉ? Hả? Biết rồi. Cái này thì sao? Cái này đây nè. Này, quay lưng lại đi. Tớ cần thay đồ. Cậu không thích nó hả? Ok. Cái này được nè. Thay nhanh nào. Ấm áp ghê. Nhưng mình cần một số thay đổi. Mình sẽ cho tay qua cổ áo và làm tương tự với bên kia. Nãy giờ vẫn ổn đấy. Bây giờ mình sẽ lấy tay áo và quấn chúng qua nhau. Mình sẽ cột lại ở phía sau. Còn một việc nữa phải làm. Tóc mình. Xong xuôi. Liam, cậu nhìn được rồi. Ôi, không thể tin được. Là ý tốt đúng không? Trông cậu đẹp quá. Có thật là cậu không vậy? Cậu làm tớ rất kinh ngạc. Tớ rất vui vì chúng ta ở đây. Đúng vậy thật nhỉ.
Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở đây với cậu. Tớ đang rất vui. Còn một việc nữa chúng ta cần làm. Cậu đồng được suy nghĩ của tớ nhỉ? Người ta nói vẻ đẹp thực sự nằm ở tâm hồn và điều đó đúng. Tuy nhiên, chúng ta đều muốn mình trông thật đẹp. Đó là lý do chúng ta nghĩ ra những mẹo tuyệt vời này để giúp bạn có vẻ ngoài xinh đẹp và cảm thấy hạnh phúc. Đâu là mẹo trang điểm hay nhất? Bình luận cho chúng tớ biết nhé. Đừng quên like video và nhớ đăng ký kênh của chúng tớ nha.